hồi ước lính mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca những kỷ niệm không thể quên đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này liên tiếp những tiếng nổ những trận tập kích những anh em không còn nữa giờ phút căng thẳng một mất một còn với những bóng ma áo đen kia thôi tự nhủ lòng mình không chùn bước không nao núng những ánh mắt cậy trông của anh em trong giờ phút nguy hiểm nhìn mình chỉ cần một chút nao lòng mất tỉnh táo máu sẽ đổ một cách vô ích ngần ấy con người và ngần ấy gia đình ngần ấy nỗi đau đâu phải chỉ mình ta đâu chỉ một thuyền ta ngược thuyền ta xuôi giữa đại dương bao la bão gió sẽ đi qua và những cơn rông bão và sau cơn rông thì trời lại sáng sau khi được bổ sung tân binh đội hình d hai tương đối ổn định các vị trí các bộ phận đều đủ lực lượng bị ta đánh cho mấy trận làm địch trùn bước mức độ tập kích có phần giảm nhưng chúng tăng cường gài mìn bám sát phục kích các nhóm tuần tra của ta có những lúc chúng theo ta cả ngày nhưng không tấn công Chờ trên đường trở về chốt Anh em có tư tưởng chủ quan Mới tổ chức đánh Bước đầu cũng làm cho ta thương vong Trung đoàn 95 Tăng cường một lực lượng trinh sát C10-G3 thay thế nhiệm vụ cho C9 Phối thuộc cho G2 Sau thời gian tác chiến Quân số C9 có phần hào hụt Tình hình sức khỏe giảm sút có ngày quân số lên cơn sốt rét đến 10 người Tình hình có phần bớt căng thẳng Ta cũng thay đổi cách đánh Dê trưởng D2 tung lực lượng ra khỏi chốt Tổ chức tuần tra tấn công địch Phần chốt giữ bước đầu Giao cho anh em C10, D3 Rút kinh nghiệm chiến trường Là không nên để anh em đóng chốt lâu Tạo ra những tâm lý co cụ Rất khó cho cách đánh chống du kích Mà địch đang áp dụng Thực tế đây là ý định của D2 Tung lực lượng ra biên Kiên quyết chặn đánh lực lượng của chúng Trong trường hợp cần thiết sẵn sàng phá rào cho quân Việt qua biên giới. Lực lượng chủ lực ra biên là C5 cùng với lực lượng trinh sát E và F. Tất cả các C còn lại của g 2 đều phải có lực lượng chấn giữ ở bên ngoài, nhất là lực lượng ở cao điểm 428, chuẩn bị và củng cố đội hình xong, đội hình hành quân về hướng biên giới. Lực lượng ta và địch cùng tác chiến trong một địa bàn không rộng, đường mòn cắt dọc cắt ngang còn hơn bàn cờ Không biết đường nào ta đi, đường nào địch đi Địch cũng có vài lần bị vướng mìn do ta Bị vướng mìn của ta do chúng đi trên đường mòn Đêm đầu tiên ra khỏi đơn vị Cùng dê trưởng dê hai mắc trung võng trên một thân cây Thủ trưởng tâm sự khá nhiều về đời lính và chuyện riêng của gia đình Nhập ngũ năm 1972 Lần phép đầu tiên là năm 1977 ở nhà hơn 2 tháng rồi trở lại đơn vị. Chiến tranh đã nổ ra trong phạm vi hẹp dọc theo tuyến biên giới. Cuộc chiến đã cuốn vào đó những dự tính của thủ trưởng trong tương lai. Tất cả đều phải gác lại. Bao nhiêu năm chiến tranh, ngần ấy năm cha mẹ, vợ con phải chịu đựng nhiều gian khổ. Rồi những bất công trước mắt ở địa phương, cầm tiền vợ đưa trả phép, thủ trưởng nước mắt phải chảy dòng. Phải bán con lợn 80 cân cho hợp tác xã để lấy tiền làm lộ phí vào đơn vị. Vẫn chưa làm được gì để đỡ đần, chia sẻ cùng vợ con. Tiếng súng đã nổ ở Đức Cơ, ở đường 14 vùng Đắk Lắc. Lại phải lên đường, giờ đây địch đánh liên tục vào đơn vị với nhiều hình thức khác nhau. Anh em thương vong, có những tình huống vượt quá quyền hạn của một dê trưởng. Chuyện đánh qua biên giới để giảm sức tấn công của chúng ngồi ở chốt để địch tìm đến tập kích thủ trưởng của một đơn vị chưa tìm ra cách tốt nhất để làm đúng lệnh trên và làm giảm bớt thương vong cho đơn vị nỗi khổ tâm đến nhiều đêm mất ngủ những lần bị hỏi tội về những quyết định chưa được phép của cấp trên suốt hai ngày tổ chức lùng sục và phục kích dọc biên không phát hiện được địch cũng như chúng không tấn công tập kích ta một khoảng im lặng Cả khu vực không thấy nghe tiếng súng Tiếng nổ nào Thấy tình hình có vẻ khả nghi Dây trưởng D2 nhắc nhở Các đơn vị tăng cường cảnh giác Có thể địch đang chuẩn bị lực lượng Để tấn công ta Trưa ngày thứ ba Bộ phận của hướng đông phát hiện địch đang di chuyển Về hướng 428 Với lực lượng nhiều nhóm nhỏ Phán đoán là chúng đang tổ chức một lực lượng Toàn bộ đội hình rút về để phục kích Và ém quân Chuẩn bị chỗ cho 428 Chiều ngày thứ ba Lực lượng bám sát chân 428 Và tổ chức đội hình phục Tại đây ta đã phát hiện được địch Đang di chuyển về hướng nội địa Qua quan sát Lực lượng địch cả trăm tên Chia thành hai lực lượng Một lực lượng đang tìm cách Bám vào sườn đông 428 Căn cứ 428 ba hướng Là những bình độ dày Vách đứng rất khó đi Khu vực duy nhất để có thể tiếp cận Là sườn phía đông có phần thoải hơn Lực lượng còn lại ít hơn ở 428 Chúng di chuyển về hướng dê bộ D2 Do C10 D3 đang chốt giữ Ban đầu dê trưởng D2 có ý định nổ súng luôn Để tiêu diệt lực lượng lớn Nhưng thấy địa hình khá hiểm trở Khó có thể đánh thiệt hại cho chúng Nên ta tổ chức bám và phục lại Dự định cho anh em ở 428 rút ra ngoài chốt Để tạo thành thế đánh phản công địch phải hủy bỏ Vì thấy rằng nếu chúng tập kích Bằng cối vào khu vực Thì anh em không có công sự Dễ bị thương vong Một tổ trinh sát E95 bám men theo bình độ phía tây Để bắt liên lạc với chốt 428 Và truyền đạt mệnh lệnh Của dê trưởng Về ý đồ tác chiến Lực lượng ta tập trung triển khai Sau lưng địch khoảng 100m Đồng thời điện báo cho dê bộ Ở nhà đưa lực lượng bớt ra ngoài Để ngăn chặn địch tập kích nhưng sau trận đánh, ta thấy địch chỉ dùng lực lượng này phục kích ở vòng ngoài. Chặn đường chi viện của C10 cho 428 khi chúng nổ súng hướng 428, lực lượng cối 82 quay ra ngoài, chuẩn bị trong cự ly nhỏ hơn 100m để bảo vệ dây bộ. Cối 120 chi viện cho 428 vào khu vực địch đang chuẩn bị tấn công. Tình huống xảy ra không như tòa dự đoán, địch dùng cối 82 từ bên kia biên giới bắn cấp tập vào dây bộ và 428 với mục đích ta không thể chi viện lực lượng vì cả hai vị trí đều bị tấn công. Chúng bắn liên tục trong vòng 20 phút với cường độ rất cao. Do địch bắn từ bên kia biên giới ta không quan sát được nên cối ta không có phản ứng. Rất đợt cối địch dùng mìn quét không hiểu có phải loại như DH của ta không phá toàn bộ dãy hàng rào sườn đông của chốt 428 và tấn công. Do biết được ý đồ của chúng nên ta dồn lực lượng và hỏa lực về hướng tấn công, bị chặn ngay từ bước đầu. Chúng dùng cối chi viện lần hai khoảng hơn 10 phút và tranh thủ bám theo hàng rào để vào phía trong chốt 428. Do không lường được tình huống này, một đoạn hào chừng 30 mét của ta bị địch đột nhập và phân đội chấn giữ khu vực này hy sinh hết ba và bị thương một, không thể chậm trễ, D2 cho cối một trăm hai mươi bắn mấy quả vào đội hình địch và sau đó là cối tám hai. Quả đầu tiên do sai lệch nổ gần quá, ta bị thương hết một chiến sĩ C5. Sau khi điều chỉnh, cối ta rơi vào đội hình địch và gây cho chúng sự hỗn loạn về đội hình. Vốn lì lợm, chúng vẫn tổ chức tấn công chốt và đưa đồng đội ra khỏi trận địa thấy tình hình không thuận lợi D2 buộc phải cho đội hình nổ súng từ phía sau Không chờ chặn đánh đường rút lui của chúng Đội hình ta từ hai phía phản công địch Nhóm địch 4 năm tên làm công tác tải thương về phía sau Bị B3-C5 tấn công tiêu diệt đầu tiên Có một tên bị gãy chân Không hiểu là hắn tự sát hay bị đạn kích nổ Chết không toàn thây Khi hướng này không dùng B40 Do lực lượng của chúng ở khu vực này cũng khá đông Nên chúng kiên quyết đánh trả ta D2 điện trực tiếp trên bộ đàm Chỉ thị cho lực lượng ở chốt Chỉ đánh trả chúng trong hàng rào Không bắn đạn vượt quá hàng rào Có thể gây thương vong cho ta Cả hai hướng ta áp sát địch Và đánh trả dồn chúng về hướng Bắc 428 Là vùng trũng của con suối nhỏ Cối 82 ở nhà bắn chi viện lên khoảng 2 quả và cối 60 từ 428 bắn ra chặn vùng thung lũng. Bằng kinh nghiệm của dê trưởng dê 2, không nên dồn địch vào thung lũng. Sau nhiều năm ở chiến trường, tôi mới cảm nhận được điều này là đúng. Chứ lúc ấy thì chỉ biết nghe theo. Vì khi cùng đường, chúng đánh trả đến đường liều mạng, không có lợi cho đội hình lúc đó. D2 điều một b của C5 và trinh sát hỗn hợp, vòng sâu lên hướng bắc, chặn đường rút của chúng. Dê trưởng bảo là đánh nơi chúng không ngờ Là ta sẽ phục Từ trong đánh ra Và từ ngoài đánh vào Từ hai hướng địch không kịp trở tay Lực lượng chiếm hào đầu tiên của ta Bị tiêu diệt khi chưa kịp rút Bị lựu đạn là chính Kế hoạch cố đánh giải vây nhóm phía trong Không thành công Nên chúng rút lui Không biết thế nào Mà khi đội hình chính của ta Phía ngoài áp sát vào hàng rào Thì cuối chúng lại bắn cấp tập vào trận địa ta chưa kịp thu súng Mấy thằng chết tại chỗ Đạn của chúng cơ bản rơi bên ngoài chốt là nhiều Do bị lộ Nên toàn bộ đội hình ta Rút vào chốt trú ẩn dưới hầm Không còn lực lượng nào bên ngoài Cối địch bắn như mưa vào trong và ngoài chốt Khu vực nuôi quân bị cháy hết một căn hầm Chúng bắn liên tục trong khoảng 10 phút thì ngưng Nhanh chóng chiếm lĩnh khu vực tràng trống Phía bên kia thùng lũng của con suối đội hình chừng gần 30 người của ta dưới sự chỉ huy của C trưởng C5 tổ chức phục kích. Khoảng gần nửa tiếng thì chúng lại xuất hiện và đang cố gắng vượt qua bãi chảng trống để về bên kia biên giới. Toàn bộ đội hình dàn hàng ngang chờ lệnh. Lực lượng địch không đông lắm, chỉ bằng lực lượng của ta. Chúng dừng lại ở một khu rừng cách ta chừng 50 mét, có vẻ để chờ lực lượng khác. Bỗng nhiên có tiếng nổ hai viên từ phía sau đội hình Bọn chúng bắt đầu cắt rừng về hướng tiếng súng nổ C trưởng C5 khẩn trương cho bắn hai quả B40 Làm hiệu lệnh để nổ súng Và sau đó là hỏa lực cá nhân Do đường đi của chúng là đường lên đồi Nên tốc độ chậm cũng như luôn bị té Nên hỏa lực ta bắn rất hiệu quả Địch cũng bắn lại Nhưng do địa hình không phát huy được Hầu như 6 tên địch chết ở nơi này Đều súng một nơi Người một nẻo Lực lượng chốt 428 Cơ động ra chi viện Khi ta đã làm chủ chiến trường Ta thu 12 súng Không rõ thế nào Súng nhiều hơn người Trong đó có một AT Kết quả của trận đánh Ta diệt 14 tên Thu 17 súng Và rất nhiều mìn KP2 Phía ta hy sinh 3 Bị thương năm tu dọn chiến trường xong Thì trời đã gần chiều tối bộ phận tác chiếng buộc phải đưa liệt sĩ và thương binh về dê bộ C2. Trên đường về, một thương binh là tân binh quê ở phủ Cát Bình Định bị miếng cối vào ruột rất nặng nên cũng đã hy sinh ở giữa đường đi. Cuộc đời người lính phải chiến đấu giữa cái sống và cái chết, giữa niềm vinh quang và gian khó. Những tiếng cối nổ ùng hoàng, tiếng nổ như đánh thép của các loại mìn và cả tiếng bắn kêu hỗ trợ khẩn thiết của đồng đội không hẳn là như vậy và cũng không phải chỉ có thế người lính trước hết là một con người có một thân phận và cũng có một tình yêu có thể nó là cung bậc của sự thăng hoa hay chỉ là sự hoang tưởng và nhiều khi là cả một thời để hối tiếc và cũng để hối tiếc mà thôi tôi đã rơi vào trường hợp như vậy giữa những ngày khốc liệt ở 428 cùng anh em D2 E95. Chiều hôm đó lúc khoảng 12 giờ tôi đang nghe chương trình tập hát của Đài Tiếng Nói Việt Nam bài hát Dòng sông quê anh, dòng sông quê em trong hầm của B3C5 đang ôm chiếc đài Nationa ba ban của D2 cho mượn và nằm trên chiếc võng mơ màng thưởng thức phần hát mẫu của một ca sĩ nào đó thì bất thình lình có hai tiếng cối nổ ở hướng đường vành khăn ra suối. Tôi chỉ kịp bật dậy vớ vội khẩu súng và chạy ngay về hướng xe bộ. Đang vận động thì tôi nghe những tiếng đề pa liên tiếp của cối 82 từ bên kia biên giới và đạn bắt đầu nổ khắp đơn vị. Tôi lao nhanh xuống hào và chui vào hầm chữ A của xe bộ dẫn về hầm trung tâm. Trong hầm chỉ còn anh thông tin và anh cối 120 đi phối thuộc cả bộ chỉ huy đều đang có mặt ở các bê những quả cối tấp cập rơi vào trận địa bụi đất mịt mù những cành cây bị gãy rơi xuống các đoạn hào mảnh cối bay phạt ngang cây nghe lộp bộp anh thông tin vội vã nhấc máy đưa lên vai và cầm bản số mật mã thì tôi đã nghe tiếng gọi của ai đó trong máy thoạt cái đã thấy xuất hiện xe phó và anh trả lời bức điện liên lạc với dê Do cối bắn rát quá Cả bốn anh em đều chui vào hầm chữ A Và một trái cối rớt ngay miệng hầm chính Của bộ chỉ huy Làm nổ tung đường vào hầm Đồng thời một trái khác nổ phía trên Làm cháy phần nội mái tranh Các loại tranh che nứa cháy rớt xuống Che khuất cả miệng hầm Tôi bám theo hào cơ động Về hướng B1 là hướng chính diện Tất cả các anh em đều ẩn nấp trong hầm chữ A Và ngoái đầu ra quan sát phòng ngừa địch phá hàng rào vào tấn công đơn vị. Gặp xe trưởng C5 đang ở vị trí của B1, anh đang đôn đốc bộ đội bám các đoạn hào chính yếu. Cối của địch càng lúc càng bắn mạnh và có thêm vài căn tròi nữa bị bốc cháy. Thấy tình thế nguy cấp, xe trưởng C5 gọi tôi lại và ra lệnh cho bộ phận trinh sát giúp anh em khẩu đội cối bằng mọi cách rời khỏi đơn vị Ban đầu chúng ta phán đoán là sau tập kích bằng cối là chúng tổ chức tấn công ngay. Hỏa lực của ta do bị cối chúng khống chế nên không phát huy được. Vì đâu có biết chúng đặt ở vị trí nào ở bên kia biên giới. Khẩu đội cối di chuyển ra vị trí dự bị cách đơn vị hơn 100 mét ở phía bên ngoài. Mệnh lệnh được triển khai, mỗi khẩu cối phải chuẩn bị 20 trái đạn. Bộ phận trinh sát được giao hỗ trợ cho bộ phận cối và mang đạn hỗ trợ cho anh em. Giữa làn đạn địch, chúng tôi lao nhanh về hướng khẩu đội cối của C8 và nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Nhận lệnh xong, anh em cối vác các bộ phận rời khỏi trận địa. Trinh sát mang theo mỗi người bốn quả cối. Trận địa dự bị là một chảng trống cạnh một con suối. Ban ngày có hai chiến sĩ của ta canh gác, ban đêm có một tổ phục. Phải thừa nhận rằng cối của chúng bắn khá chính xác tất cả đều rơi trong đơn vị nhiều nhất là rơi vào trận địa cối 82 của ta không quả nào rơi phía ngoài vành đai khăn chứng tỏ chúng bám và theo dõi các vị trí của ta rất cụ thể băng qua các đoạn hào ngầm thì tới khu vực suối cả khẩu đội 82 và 120 chuẩn bị những hố pháo chưa bao giờ sử dụng phía dưới động nước nhão nhét anh em phải sửa lại một lúc mới có giá cối lên được từ bên kia biên giới Khoảng 5-6 khẩu cối 82 Vẫn đang thay nhau bắn Một cách mãnh liệt Về vị trí của C2 Cách 100 mét Bộ phận phía ngoài còn nghe cả tiếng gãy đổ của cây Và những mảnh đạn bay xào xạc Chúng tập kích trong khoảng 1 giờ Thì chúng ngưng Phía trong anh em khẩn trương vận động Chiếm lĩnh các vị trí sung yếu Của toàn tuyến giao thông hào Chuẩn bị đón đánh đợt tập kích Bằng bộ binh của chúng năm, mười, mười lăm phút trôi qua, cả khu vực vẫn im, không động tĩnh. Chốt của dây hai bây giờ ngổn ngang cây đổ, nhà che hầm có bốn căn vẫn còn đang cháy âm ỉ. Đất bị cầy xới và các đoạn hào bị hư hào rất nặng. May là anh em ta không việc gì, vì toàn bộ chốt này đều bằng hầm, sâu khoảng bốn mét, các cột bằng thân cây lim đường kính ba mươi bốn mươi phía trên lót khoảng 1 mét bằng thân cây. Trên nữa lấp đầy dày khoảng 2 mét. Từ bộ chỉ huy của D2, chúng tôi được biết anh em C-19 vận tải của E-95 đang vận chuyển hàng ra chốt. Vì địch tập kích cối nên anh em phải chốt lại ngoài rừng, cách D2 khoảng hơn một cây số. Bộ phận chính xác rơi khỏi trận địa và men theo con đường để bắt liên lạc với bộ phận phía sau. Khoảng hơn 30 anh em đang mở đường về phía chốt của D2, không đi trên đường mòn, bao gồm C19 và một bộ phận bộ binh của C1, D10 đi bảo vệ. Chúng tôi nhận ra nhau khi cách D2 chừng hơn 300 mét, toàn bộ hàng được bỏ lại ngoài rừng và đội hình vận tải được bổ sung vào bộ phận bảo vệ khẩu đội cối. Hai trận địa cối lúc này, chúng ta có khoảng gần 50 người và tranh thủ sửa sang lại phần xạ giới cho thoáng chúng chỉ tập kích bằng cối chứ không tấn công bằng bộ binh hàng hóa anh em chuyển ra cơ bản là muối và mắm kem thịt lợn hộp hạ long hải phòng và có khoảng vài gùi rau rau muống rau lang lá khoai mì đậu đỏ dùng để làm giá lá khoai mì anh em ta đem đi muối dưa vì nghe đâu chúng rất độc nhưng khi xào với thịt hộp thế cũng ngon giả phết C-15 công binh và C-16 DKZ của E-95 hỗ trợ D-2 vài miếng da nai khô Đêm đó bộ phận cối vẫn nằm phía ngoài do anh em D-10 bảo vệ Mỗi lần có anh em từ trong e bộ ra Ai cũng thấy chốt ấm lại Thêm được vài chục tay súng là điều rất quý Những ca gác sẽ ngắn lại Và không khí bớt phần lạnh lẽo Đêm xuống dưới hầm tin tức sốt dẻo ở hậu cứ và tình hình của các đơn vị khác là những câu chuyện nóng hổi vui nhất là có chút khói thuốc và ấm trà tỏa mùi thơm cùng những cánh thư từ quê nhà anh em đồng hương đồng khói cũng chả có gì để biếu nhau có khi chỉ là một hũ ớt tỏi hành ngâm với nước muối để ăn dần cũng là rất quý không hiểu sao ngay cả hương vị trái ớt cũng thèm Mỗi bữa ăn cả A chỉ được dùng vài trái Trung đoàn 95 có C-16 Nổi tiếng là đơn vị trồng nhiều ớt nhất Khi nghe tin có đoàn ra D-2 Anh em trong E bộ và D-10 Và khối các C trực thuộc Đóng quân ở gần đó Cũng tìm kiếm rau Hay bất cứ cái gì Mà chốt D-2 cần gửi xa Tôi được anh Lập C trưởng trinh sát 95 Gửi cho hai gói xà mít Và hai bánh thuốc dê Kulen thật là quý vô cùng. Bữa cơm chiều, những đặc sản từ trong e bộ mang ra, bày biện khắp bàn ăn, bát nước, trà thơm bốc khói, khói thuốc bay lên ngoằn ngoèo giữa không trung. Quá tuyệt, những gương mặt tươi tỉnh cho đời bớt khổ. Sau trận địch tập kích cối vào đơn vị dê bộ, bộ chỉ huy dê 2 buộc phải có một phương án đánh địch mới, khắc phục tình trạng ta bị động. Thực tế thì ta không phải bị động Nhưng vấn đề là Làn danh biên giới Kinh nghiệm chiến tranh được vận dụng đến mức tối đa Lập đài quan sát Dê trưởng D2 quyết định Đi tìm vị trí thích hợp Để đặt đài quan sát Bộ phận tiền trạm bao gồm Dê trưởng D2 Trợ lý tác chiến của D C phó C5 và C trưởng C8 Khẩu đội trưởng DKZ Cùng trinh sát F và E Và anh em bộ binh C5 từ dây bộ D2, chúng tôi hành quân đến vị trí qua các bãi chảng trống và bám theo các bình độ để tiếp cận dạy yên ngựa. Đội hình hơn 30 người, được trang bị nhẹ để việc leo trèo được dễ dàng, lầm lũi từng bước, từng bước. Những vách đá gần như dựng đứng, bọc quanh các kẽ hở của vách đá là dễ cây ngũ da bì và thân của những dây leo. Trinh sát và trợ lý tác chiến leo đầu tiên để mở đường. Phải bám, đu vào các thân cây, bò men theo các vách đá, thậm chí phải đu dây sóng rắn. Dây ngũ gia bì để chuyển từ vách đá này sang vách đá kia như một con khỉ. Thực hiện những động tác này theo kinh nghiệm là đứng nhìn xuống vực sâu dễ tạo tâm lý sợ sệt. Và thực tế, nhiều anh em bộ binh khi ôm dây ngũ gia bì mà run như cầy sấy. Khu vực này trái hồng dẹt rất nhiều Chín vàng từng chùm Trông rất bắt mắt Hồng có hai loại Loại như trái thanh trà và loại hình tròn Hồng dẹt nhỏ Nhưng trái rất thơm và ngọt Hồng tròn thì quá to Nhưng độ ngọt không bằng hồng dẹt Phải mất hơn 2 giờ leo trèo Bộ phận tiền trạm mới đến đỉnh của dãy yên ngựa Hoàng sơ, nguyên thủy và vắng lặng chưa có bàn chân người đặt lên mỏm đá này. Sau hơn một giờ vòng quanh tìm địa thế, cuối cùng cũng đã tìm được một vị trí rất thích hợp. Tài quan sát là một mỏm đồi nhỏ, diện tích bằng phẳng, có thể sinh hoạt chừng 30 mét vuông. Ở hướng đông cao điểm 428, nó là mỏm đồi vì nằm trên yên ngựa, có bình độ cao nhất nhì trong địa bàn đứng chân của D2. Đứng trên đỉnh đồi này có thể quan sát toàn bộ khu vực dê bộ D2 dê và một phần bình độ chân của 428. Điểm độc đáo của vị trí này là phía bên kia biên giới muốn leo lên được mỏm đồi này phải vượt qua nhiều vách đá dựng đứng. Nhưng bên đất ca thì thoai thoải hơn, có thể leo lên nhờ bám rễ của các cây ngũ gia bì vào các khe đá. Hướng bắc mỏm đồi nhìn về đất Thái Lan rất rõ do độ cao của nó. Sau khi chọn xong vị trí Trinh sát cài lại khoảng hơn 10 trái mìn KP2 Quanh khu vực Đánh dấu các vị trí có mìn Và quay lại tìm đường xuống Vì ở đỉnh đồi và yên ngựa Có một độ vinh khá lớn Để đảm bảo cho việc di chuyển này Bắt buộc chúng ta Phải chọn một con đường lên xuống phù hợp Có thể vận động được Và điều cực kỳ quan trọng Là yếu tố bí mật Làm sao cho địch khó phát hiện vị trí cơ động được chọn là ở phía tây mỏm đồi hơi lệch về bên kia biên giới một chút độ dốc thoai thoải dễ đi và chỉ có một vách đứng không nguy hiểm lắm sau này ta làm thang tre lỗ ô bám vào vách để lên xuống trên đường về ta xóa mọi dấu vết không để cho địch phát hiện đội hình vẫn men theo các bình độ và trở về khu vực dê bộ dê hai Sau nhiều ngày bàn thảo và được E95 chấp thuận, ta bố trí một khẩu DKZ75 với cơ số ban đầu là 50 viên đạn, một tổ trinh sát có trang bị ống nhòm loại tốt để theo dõi tình hình. Từ vị trí này, ta đã khống chế được mức độ tập kích bằng cối của địch vào các vị trí của D2, tạo điều kiện cho các bước đột phá sau này của đội hình E95 thuận lợi cho tác chiến. Nhưng về mặt đảm bảo hậu cần, sự chi viện cho đài quan sát khi cần thiết quả là nan giải khi có 15 con người trên một chốt tiền tiêu nóng bỏng nhất của những tháng cuối mùa mưa năm 1980, đầu mùa khô năm 1981. Mục đích ban đầu của việc lập đài quan sát không phải là quan sát thuần túy, vì việc nắm tình hình địch ở vị trí đài là điều không thể. Mục đích chính là quan sát cho bằng được các vị trí mà địch đặt hỏa lực để tập kích ta kết hợp nhiều nhiệm vụ khác nên cần có một bộ phận trinh sát để làm nhiệm vụ này vào thời điểm đó toàn bộ các căn cứ của pot dọc theo tuyến biên giới từ chùa prickvihir về đến núi cụt và kéo dài đến rô đã được xác định bằng tọa độ sáu số trên bản đồ tác chiến của ban tham mưu sư đoàn và nằm trong tầm pháo 105 của các cứ điểm pháo binh của E-576. Chỉ cần có lệnh trên cho phép là mọi điều có thể xảy ra. Nhưng chưa bao giờ xảy ra lệnh này, ít nhất là đến tháng 6 năm 1984. Việc đưa khẩu DKZ và cơ số đạn lên đài là việc phù động của thế kỷ 20. Chúng tôi vẫn thường nói vui như vậy. Có chứng kiến mới thấy sức trẻ là như thế nào việc đưa hai khẩu pháo 85 của G3 E95 lên chùa Breakvihir còn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc này. Đạn DKZ được đặt trong ống tròn kim loại, còn mỗi anh em phải mang theo hai quả treo qua các vách đá, treo qua các vách đá bám vào các rễ cây, bò từng bước một qua các khoảng trống giữa hai mỏm đá, chỉ cần sơ suất một chút thôi là phải viết hàng chữ chúng tôi vô cùng thương tiếc ngay tức thì nhưng bằng tinh thần nghị lực vô song của sức trẻ mọi việc xảy ra đều tốt đẹp và khẩu dkz oai vệ nằm trên đài quay nòng về hướng bắc thiên nhiên ưu đãi cho đài một cái hang khá lý tưởng trời mưa không có một giọt nước nào lọt vào trong được đây là nơi để khẩu dk về đêm và nơi cất cơ số đạn cũng là nơi để mọi thứ của đài Xung quanh ta làm hai cái hầm nội Dưới một cây đa to Hầm được chất xung quanh bằng đá Và bao vòng ngoài Bằng bao cát đại hàn Phía trên ta che bằng ni lông đi mưa Biên chế của đài Là 15 anh em Trong tình huống chúng tấn công Bằng bộ binh lên đài Thì phải chiến đấu trong vòng 2 giờ Mới có quân trì viện Hỏa lực trên đài được trang bị theo cấp B Và tăng cường thêm lựu đạn Của ta sản xuất bốn thùng ít một trăm quả từ đài nhìn xuống các vực sâu hoa bằng lăng nở tím rừng trồng rất đẹp những cành phong lan đuôi trốn khắp nơi rủ xuống những cành cây đung đưa trước gió quanh đi quẩn lại thay đổi nhau chỉ mỗi nhiệm vụ cảnh giới ở bốn hướng trên đài không có gì để cải thiện bữa ăn gà rừng nhiều vô kể nhưng không làm gì được vì bắn thì sợ lộ thỉnh thoảng cũng bẫy được vài con để có chất tươi cho anh em Sau này cái khó ló cái khôn Một số anh em dùng ná thun bắn sóc đỏ và sóc rằn Nên hầu như ngày nào cũng có thịt tươi Đời lính cảnh thiếu rau là bất tận Ban đêm ngủ có anh còn mơ thấy mình đang được ăn bữa rau Cứ 15 ngày thay chốt một lần Ngày thay chốt vui như hội Chỉ có bộ phận thay chốt mới theo đường lên đài bộ phận khác làm công tác bảo vệ ở phía chân không cho địch đeo bám tập kích bình thường chờ tới ngày đổi chốt về đến nhà mới tắm khi mưa to mới tranh thủ tắm tiên ban đêm ngồi gác mùi chua từ quần áo bay lên thoang thoảng nhất là từ đầu gối bộ phận trinh sát của ép chỉ ở chốt đài có hai lần thay chốt một tháng sau đó nhiệm vụ về ép bộ tại ngầm sa em Ngày anh em trinh sát về lại sư đoàn Thủ trưởng Thăng Chính trị viên D2 Vay của C-15 công binh E-95 Con lợn khoảng 60-70 kg Để đãi bộ phận trinh sát phối thuộc Những năm sau này Khi thủ trưởng Thăng là phó E trưởng chính trị 95 Và anh đấu C trưởng C-15 Là D trưởng D-1 Gặp anh em trinh sát bọn tôi tại chùa Anh đấu thường hay nhắc lại Chuyện đòi thủ trưởng thăng con heo Anh em chỉ nhìn nhau và cười Gần 4 năm sau Trong đội hình trinh sát ngày ấy Có hai anh em được bổ nhiệm Là C trưởng C6 Và C phó C5 Của D2 E95 Chính những con người Đã từng chiến đấu sống còn với địch Tại cao điểm 428 Mùa mưa năm ấy Sau này viết tiếp những chiến công Tạo nên huyền thoại Của núi cụt nét đánh dấu sự trưởng thành của thế hệ anh em nhập ngũ năm 1983-1984 của quê hương Thuận Hải và Quảng Nam Đà Nẵng. Chào cao điểm 428, chào đài quan sát D2, chào mùa mưa máu lửa năm 1980. Con đường nhiệm vụ phía trước của trinh sát sư 307 những ngày cuối năm, ranh giới tỉnh Break Here và tỉnh Siêm Diệp một dòng suối hai mùa bắt liên lạc với anh em F302 quân khu 7 lần thứ hai. Từ khu chiến G2, anh em chúng tôi trở lại căn cứ sư đoàn bộ bên dòng suối xa Em. Đơn vị trinh sát chốt ở phía đông sư đoàn bộ bên kia suối. Khi chúng tôi về, cả C trinh sát chỉ còn mấy anh em bị bệnh ở nhà, nhiều nhất là bệnh đau lưng thực chất là thoát vị địa đệm cuộc sống còn lại đã đi phối thuộc ở các e trong toàn sư đoàn buổi chiều họp giao ban ở bộ tham mưu sư đoàn tôi thấy một người lạ và hỏi anh cho thông tin ép thì được biết người ấy là nhà báo khánh vân công tác tại báo quân đội nhân dân sau giờ cơm chiều đang ngồi nói chuyện với mấy anh em thì mấy ông xoắn quần lội xuống suối để qua đơn vị chúng tôi chưa kịp chào ông thì ông đã lên tiếng trước chào anh em trinh sát chào thủ trưởng tôi thay mặt anh em đáp lại lúc đó ông là trung tá ông rút trong túi gói tam đảo và mời anh em tôi mời ông vào nhà bộ chỉ huy nhưng ông bảo ngồi đây nói chuyện với anh em cho vui ông hỏi thăm từng người về quê quán nhập ngũ năm nào tình hình vợ con ông có khiếu nói chuyện rất hay và rất nghệ sĩ nhưng rất sâu sắc. Đến tối, tôi mời ông vào bộ chỉ huy vì bên ngoài rất nhiều mũi Bước vào hầm, ông đưa cho tôi gói trà bọc trong giấy báo. Tôi nhờ anh nuôi pha trà và chúng tôi ngồi tâm sự. Ông bằng tuổi mẹ tôi, sinh năm 1927. Chừng này tuổi mà còn lặn lội ở chiến trường ư. Ông rất yêu nghề, chính xác và rất mến anh em. Khi đi công tác ở các đơn vị, ông có thói quen là ghi lại ở đơn vị trinh sát Bên ấm trà đặc Tôi và ông nói chuyện tới tận khuya Là phóng viên đi săn tin Khi ông về F307 Điểm nóng nhất lúc bấy giờ Là G2E95 Ở cao điểm 428 Và G9E29 Ở khu vực nông trường An Long Vàng. Ông đã xin ra chốt G2 Nhưng tư lệnh sư đoàn không đồng ý Vì tình hình lúc ấy khá phức tạp Ông đành ở lại Và tìm cách tiếp cận nguồn tin chiến sự và đặc biệt về hoàn cảnh của anh em đang sống và chiến đấu ở khu chiến sự cuộc nói chuyện có một khoảng cách khá lớn ông là cán bộ trung cấp trong quân đội và là nhà báo cùng với tuổi đời đáng là bậc cha mẹ khả năng và bản lĩnh chính trị vững vàng còn tôi chỉ là một cán bộ mới ở ngưỡng cửa ó vạch chưa có sao với những nhận thức khác xa với ông ông tôn trọng sự thật và nói những điều ông còn chăn trở với tình hình bên nước đất nước sau chiến tranh những điều cần phải làm nhưng đành gác lại những chính sách chưa được tạo ra những thay đổi lớn cho xã hội nhất là ở nông thôn hình ảnh mẹ tôi cùng tuổi với ông phải đi hái từng trái mắm trái còi về ăn đã làm ông xúc động thật sự ông nhìn tôi có phần nào cảm thông ở mọi khía cạnh quan hệ và tôi nhìn ông với một điều duy nhất, với tuổi này ông còn phải lặn lội đến điểm cực bắc của đất nước chùa Tháp. Lành ít giữ nhiều này, ông đã dùng một câu chuyện có thật ở trung đoàn 95 mà chính ông là người giải quyết sau chiến tranh để nói lên những thực tại của cuộc sống người lính và người lính phải có cái nhìn như thế nào về cuộc sống. Người cán bộ ấy đã ra đi từ mái tranh nghèo của một vùng quê Bắc Bộ vào tháng 5 năm 1972 khi vừa lập gia đình chỉ hơn một tháng. Vượt qua bức tường Vĩnh Linh, xuyên qua con đường Trường Sơn huyền thoại, đến với mặt trận B3 Tây Nguyên tháng 12 năm 1972 là lính của E95 chiến đấu khắp chiến trường Tây Nguyên và vùng Duyên Hải Trung Bộ trong đại thắng mùa xuân năm 1975. Không một cánh thư không một lời nhắn về nhà trong những năm tháng đó. Năm 1977 là C trưởng của một C anh hùng của E95. Anh cán bộ này được đi phép 3 tháng. Ai cũng hiểu tâm trạng của người cán bộ này khi rời mảnh đất chư nhé 421. Về đến quê, đi qua những cánh đồng làng ở quê nhà, mọi người đều nhìn anh với con mắt cảm thông, dò xét ngôi nhà này ngày anh ra đi chỉ còn ba người mà nay đã lên năm người cha mẹ anh người thì nằm một chỗ suốt mấy năm người thì bệnh loạn liên miên bố anh đang đù đưa võng cho một thằng cu hai tuổi do vợ anh sinh ra nhưng không phải là cháu của ông và đến trưa có một cháu gái đi trẻ về chào bố anh là ông nội nhưng không phải là con của anh ngang trái đến tột cùng anh mang ba lô trở lại đơn vị chỉ sau 12 ngày sau đó ngày anh ra đi người phụ nữ của hai đứa trẻ trong nhà anh cũng đưa anh ra bến xe và dúi vào tay anh một ít tiền dành dụm ông không nói là anh này có nhận hay không và dòng nước mắt ngấn trào anh không còn đủ bản lĩnh để nắm tay người phụ nữ hay vòng tay qua vai mảnh vai gầy cáng đáng nuôi bố mẹ anh gần ấy năm ở chiến trường Bố mẹ anh vẫn thương hai đứa cháu Vì chính ông bà đã lo cho chúng Khi vừa mới lọt lòng Mà bây giờ người con dâu làm lũ tảo tần Những lúc trái gió trở trời Tô cháo nóng và nồi lá sông hơi Anh ra đi lòng chịu nặng Câu cuối cùng mà ông nói với tôi Mọi sự ở đời là vô nghĩa Khi nhận biết hai chữ hy sinh Ngay cả ngòi bút của tôi có những khi đã cảm thấy bất lực trước những mất mát hy sinh quá lớn của đồng chí đồng đội của mình hãy sống và chiến đấu em ạ à. đổi gác lần thứ tư tôi và ông mới ngừng câu chuyện leo lên võng ngủ ngày mai tôi và ông đều theo đoàn văn công quân khu năm lên chùa Break Here để phục vụ bộ đội cuộc đời người lính phải chiến đấu giữa cái sống và cái chết giữa niềm vinh quang và gian khó những tiếng cối nổ ung hoàng tiếng nổ đanh như thép của các loại mìn và cả tiếng bắn kêu hỗ trợ khẩn thiết của đồng đội không hẳn là như vậy và cũng không phải chỉ có thế người lính trước hết là một con người có một thân phận và cũng có một tình yêu có thể nó là cung bậc của sự thăng hoa hay chỉ là hoang tưởng và nhiều khi là cả một thời để hối tiếc và cũng để hối tiếc mà thôi. Tôi đã rơi vào trường hợp như vậy giữa những ngày khốc liệt ở 428 cùng anh em D2 E95 cùng một số bạn bè ngày xưa của lớp mình về đưa tang bạn Đức đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cả bọn mới biết bạn đã nhập ngũ mấy năm và đang chiến đấu ở một chiến trường đầy khắc nghiệt và gian khổ. Mình vô tâm quá. Khi chia tay sau kỳ thi nghiệt ngã bên bờ sông Hàn Đà Nẵng vào một đêm hè, những quán cơm bình dân dọc đường ông Ích Khiêm đầu cầu Trịnh Minh Thế khi những bàn tay rời nhau sau mấy ngày thi, để từ đây mỗi con người là một số phận. Thời gian 5 năm trôi qua sao mà nhanh vậy. Mình cũng không đủ điều kiện để vào đại học, cũng phải lao động mọi thứ để nuôi sống mình và phụ giúp phần nào cho gia đình những đêm trần trọc suy nghĩ về cuộc đời trong đó có một nửa là nghĩ về một người không biết rằng người ấy giữa bão táp của chiến tranh mang trong mình mọi sự cứng rắn mãnh liệt có ẩn chứa phía sau là một trái tim còn rực lửa hay không có còn cảm nhận được rằng nơi mái trường xưa cũng có một người mong ngóng những bước chân trở về dù rằng không ai biết có một nỗi niềm như vậy Tôi lần thần hết mấy ngày như người không hồn À ra vậy Trong lớp ngày xưa sao mãi nhìn mình Nhà có xe máy Luôn đi chơi với bạn bè Bằng xe đạp sườn ngang Không có ba ga ở phía sau Ngồi phía trước bắt mình chở gần đứt hơi Khi lên dốc mộ thi sĩ Hàn Vẫn bình thường Mái tóc ngắn thơm mùi bổ kết Tung bay trước gió biển quy nhơn vùng da trắng nõn nà sau gáy cú ngoảnh mặt vô tình mỗi khi nói chuyện chạm vào mặt mình với chiếc áo cổ tròn hơi rộng tất cả đã được lập trình và có ý đồ chiến thuật hẳn hoi giờ đây nơi cao điểm bốn hai tám cũng chỉ là sự nối tiếc ta trả lại và cảm ơn sự chia tay thầm lặng lá vàng thu tiếc nuối giữa tay người bọn pol pot quay trở lại sau khi được hà hơi tiếp sức kèm theo sự bao che dùng dưỡng tiến hành chiến tranh du kích với những thủ đoạn mới đầy thâm độc những năm tháng khó khăn của đất nước về chính trị ngoại giao và kinh tế những người mẹ việt nam vừa giã xong hạt gạo phải chuyển ngay ra chiến trường cho những người con và đất nước chùa tháp tấm áo của mẹ còn vá chằng vá đụp vì tấm chăn của con cũng đầu đủ ấm khi gió bấc từ Thái Lan thổi về nội tâm người lính những vấn đề của thời kỳ quá độ tích cực lẫn tiêu cực anh em lính trước 1976 ra quân trở về với đất mẹ những vấn đề của đất nước có những ảnh hưởng đến nội tâm của người lính và phần nào tâm trạng của người lính phản ánh tình cảnh của đất nước trong một giai đoạn cực kỳ khó khăn người lính phải chiến đấu và biết cách để chiến thắng trở về Bước sang năm 1981, tình hình khu vực chùa Plekvihir về phía ta vẫn không có gì thay đổi. Toàn E95 vẫn bố trí quanh khu vực chùa. Tình hình địch năm 1981 có sự thay đổi lớn. Cuối năm 1980, trên địa bàn E95, chúng đánh mạnh trên hướng 428 của D2 và bước đầu có hoạt động trên hướng của D1 với mục đích thăm dò ta. Bước vào mùa mưa năm 1981, chúng tăng cường tập kích cho C2 phía tây chùa, vượt qua biên giới gai mìn trên hướng C1. Bộ phận đài quan sát của C1 ta hy sinh hai chính sát của D1 và hai chiến sĩ của C1 vào tháng 9 năm 1980. Ngày 26 tháng 5 năm 1981, một bộ phận tuần tra của C1 vướng mìn KP2 của địch. Ta hy sinh hết hai chiến sĩ và bị thương một liệt sĩ Nguyễn Trân quê Mỹ Thành, Phu Mỹ, Bình Định và Nguyễn Tâm, Tâm Bồ Đạch, quê Hoài Nhơn, Bình Định. Cả hai liệt sĩ đều là lính 1978 và sau đó vài ngày cũng chính tại khu vực này, anh Nguyễn Phải cùng quê cùng đợt lính với liệt sĩ Tâm phát hiện loại mìn mới là mìn 65 2A trên đường và khắc phục đưa về công binh E95 nghiên cứu. Đây được coi là quả mìn 65 2A đầu tiên được phát hiện trên khu vực tác chiến của F307. Anh Nguyễn Phải sau này là chiến sĩ thi đua của mặt trận 579 và quân khu 5, có thành tích nổi bật về khắc phục các loại mìn. Tại đại hội chiến sĩ thi đua của quân khu 5 năm 1981 đã có một nhà báo viết một bài thơ tặng cho anh. Thời đó, cả mặt trận 579 nói đến Nguyễn Phải hầu như ai biết. Anh ra quân cuối năm 1983. Giai đoạn này anh em ta phải chịu nhiều thương vong do loại mìn địch gây ra. Không phải do anh em chủ quan mà do mức độ mìn của địch quá dày, phân bổ trên một địa bàn rộng với nhiều cách bố trí khác nhau. Cả năm 1981, tôi được biết C1 và C2 của D1 E95 ta hy sinh khoảng 10 anh em do bị mìn. Bước vào năm 1981, bọn Pompus được các thế lực nuôi dưỡng và được sự dung dưỡng của nhà cầm quyền thái lan ẩn nấp dưới những cánh rừng già dọc theo tuyến biên giới thái lan campuchia pol pot bắt đầu tung quân quậy phá ta và chính quyền của bạn lập các căn cứ nằm sâu trong nội địa của đất ca quan sát trang thiết bị của pot ta thấy chúng được trang bị gần như mới toàn bộ các loại mìn súng đạn ta thu được đều còn rất mới quần áo không phải là màu đen mà là màu xanh nổi danh là áo pốt mà anh em ta ai cũng thích. Pốt nào cũng có đồng hồ Senko mới toanh. Chỉ cần một bi đông nước, chúng có thể đi và về dễ dàng. Khi gặp ta đánh, chúng chỉ cần vượt qua biên giới là coi như ổn. Phía kia đồi 300 của C11G3, chúng có cả trại dân tăng gia sản xuất như là đất của chúng. Cao điểm 500 nằm ngay đường ranh giới biên, nghiêng nhiều về đất Thái Lan. Chúng đặt khẩu DKZ, lâu lâu chúng hỏi thăm dây bộ D1, C13 và C11 ở vòng quanh hồ vườn xoài. Cái khó khăn lớn nhất của chúng ta là cái làn đen đậm trên bản đồ. Không phải ta không đủ lực lượng hay khả năng để vượt qua làn đen đó. Đây là lệnh của trên, ngay cả tư lệnh F307 cũng bị cấp trên quán triệt nghiêm khắc về vấn đề này. Còn nỗi đau nào hơn khi chúng đánh ta ta truy kích Chúng vượt biên giới Quay mặt lại nhoèn miệng cười Trong một cuộc nói chuyện Tại dê bộ Dê bộ binh 1 vườn xoài Phó chính ủy quân khu 5 Thiếu tướng Nguyễn Huy Trường Cũng phải tốt lên Liên Hiệp Quốc như là một cái chợ Có đoạn trong lúc nói chuyện Ông còn nhấn mạnh Thằng nào nói giỏi thì đem quân vào đây Vì bên kia bờ đại dương Thành phố New York Chiếc ghế thành viên Liên Hợp Quốc của Campuchia vẫn do Pol Pot ngồi. Tư lệnh lục quân Thái Lan rêu dao, bộ đội Việt Nam tấn công vào đất Thái. Một vị đại sứ quán Việt Nam tháp tùng thủ tướng Phu Chia Chan Si lên thăm F307 có nói đến chuyện ở Thái Lan. Nhà cầm quyền còn thuê người biểu tình ở trước sứ quán Việt Nam tại Bangkok. Để la ó việc này, rồi cuộc đối đầu giữa ASEAN và ba nước Đông Dương. Lính tráng đâu có biết rằng vào thời điểm đó Chúng ta khổ sở như thế nào Về vấn đề Campuchia Những hạt gạo mới xay sát xong Tại Bến Lức, Long An Còn nóng hổi Được xe H13 Nhanh chóng chuyển đến chiến trường Qua ngã Công Pong Thom Đường số 7 Và lúc quay về Có khi trên xe là những người con của đất Việt Đã dã từ cuộc chiến Yên nghỉ tại Nghĩa Trang Ca số 4 được đưa trở về đất mẹ Việt Nam tại nghĩa trang Tân Biên, Tây Ninh. Phạm trù chính trị và ngoại giao là công việc của những nhà chính trị, còn phạm trù của người lính chỉ đơn giản là đánh tiêu diệt. Chính ủy F307 Lê Lung bảo đó là nguyên tắc số 1 của 10 hay 12 điều gì đó trong tác chiến. Đối với người lính tình nguyện Việt Nam, đất thánh không phải ở hướng Bắc, hướng trước mặt với những cánh rừng già sâu thẳm nơi chứa chấp những tên đao phủ của thời đại trang bị những thứ vũ khí mới toanh đất thánh của người lính chúng tôi ở hướng đông và đông nam từ đồng văn đến mũi cà mau giải đất hình chữ s nhìn ra bờ biển thái bình dương với bầu trời xanh gió lộng mỗi khi chiều về và điều gì xảy ra thì phải xảy ra phải đánh đánh cho bằng được đánh để chiến thắng mà trở về chiến tranh không có khái niệm nơi nào có chứa vũ khí là nơi đấy bất khả xâm phạm những ngày cuối năm âm lịch canh rừng campuchia đột ngột che rừng ra hoa dưới chân các bình độ che gai chỉ còn trơ lại thân cây những cành tre có hoa phất phơ trước gió vẫn là cao điểm của mùa khô campuchia rừng khộp rụng lá những cánh rừng cháy ngút ngàn và những cái nắng thiêu đốt cả chân trời những dòng suối chỉ còn trơ lại cát và đá những chú gà rừng sáng gáy le te những đám cây lởn vởn dưới chân dãy đăng rách mai rừng nở lác đác và các loại phong lan cũng nở rộ trên thân cây tin báo cho biết địch đang hoạt động tại khu vực núi cụt cao điểm 677 một cách rất thường xuyên một đơn vị của đoàn 5504 tại trong khơ san đã mấy lần phục kích khu vực này nhưng chưa lần nào tiêu diệt được địch. Vì khả năng ta bị lộ khi hành quân ra khỏi địa bàn, có khi ta đến nơi, địch đã di chuyển khỏi vị trí cách đó chừng vài giờ. Ban tham mưu sư đoàn quyết định dùng B3 của sinh sát sư đoàn và một lực lượng của D7 E29 tại ngầm Sa Em để thực hiện cuộc truy kích này, với lực lượng khoảng 40 người, được trang bị 2 PRC25 dưới sự chỉ huy chung của thượng sĩ C phó E29, lính 1977 là người con của quê hương cách mạng điện bàn Quảng Nam. Từ sư đoàn bộ 307, đội hình đi về hướng 428, cắt dọc theo các bình độ biên giới. Tin báo là chính xác. Tại đây, địch thường xuyên dùng lực lượng nhỏ vận chuyển vũ khí vào khu vực các huyện phía nam của Praevia và Công Bông Thom. Đường chúng đi dày như bàn cờ Và đều xuất phát từ bên kia biên giới Sau khi quan sát địa hình khu vực Hướng di chuyển của chúng Chỉ huy trinh sát và bộ binh thống nhất Là sẽ chặn đánh chúng từ phía sau lưng Thời gian này chúng ta đã không còn dùng mìn Claymore Nên buộc phải bám sát chúng Do lực lượng của chúng không đông Lực lượng ta chia thành 4 nhóm Chặn các ngã dọc biên Mỗi nhóm cách nhau trên dưới 1 km để dễ dàng chi viện cho nhau. Khoảng 9 giờ sáng ngày thứ ba, nhóm tiền tiêu của ta báo có địch. Từ các khe núi, ta quan sát có 11 tên mang đủ vũ khí, cõng hàng vượt qua biên giới. Ta không chủ trương đánh ngay, mà cho bám theo. Khi cách 677 chừng hai cây số, chúng dùng cuốc đào hầm dưới suối và chôn vũ khí rồi quay về. Theo nhận định của ta, ngày hôm sau sẽ có quân đến tiếp nhận nên ta không tổ chức đánh bọn này mà chờ lực lượng đến nhận sẽ đánh úp luôn ta tổ chức bố trí mìn xung quanh nhưng sau khi hội ý thì nếu chúng vướng mìn sẽ khó cho ta tiêu diệt gọn nên ta bỏ phương án này mà tổ chức phục kích từ các hướng với lực lượng chính là anh em trinh sát còn bộ binh ta làm nhiệm vụ chốt chặn các ngã đường nhưng không hiểu sao phải hai ngày sau mới có lực lượng Đến vị trí nhận hàng, khổ sở cho anh em ta phải vất vả mất mấy ngày trời. Lực lượng đến nhận ít hơn, chỉ có 8 tên. Chúng cũng cho người cảnh giới xung quanh, còn lại chúng chất hàng vào các bao tải to. Xong xuôi, chúng bắt đầu di chuyển về hướng nam. Ta đã tính đến phương án đánh bắt sống, nhưng suy xét thì địa hình quá bất lợi, không đủ điều kiện để áp sát bí mật nên khó thực hiện. Hơn nữa cấp trên đang nóng ruột vì chưa tiêu diệt được địch nếu không tiêu diệt được gọn sẽ bị khiển trách nên tổ chức đánh úp luôn di chuyển bám theo chúng chừng hơn một trăm mét lợi dụng chúng phải vòng qua những lùm che gai tốc độ đi có chậm và co cụm nên ta nổ súng phát b bốn mươi đầu tiên của anh lính bộ binh tiêu diệt gọn hai tên đi giữa đội hình còn lại sáu tên chúng vứt hàng bám vào các gốc tre trơ trọi bắn trả về hướng ta thấy một pol bon pot đang lò mò kiếm chỗ nấp anh lính e hai chín bình tĩnh dùng ak bắn tiểm xạ ba loạt tên địch giật nảy người và đổ sụp xuống gốc tre toàn đội hình ta nổ súng đồng loạt do bị kẹt vào giữa khóm tre nên chúng không thể cơ động ra khỏi vị trí cố bám vào gốc tre để phản công có một pol bon pot già khác chắc là đường cùng rời khỏi bụi tre định thoát thân liền bị anh trình trinh sát lia một loạt ak nằm vất vưởng trên ụ mối năm 1987 anh trình là dê phó dê sáu e chín đánh nhóm hoàng cơ minh tại núi hồng sau hơn 15 phút nổ súng ta tiêu diệt gọn toán địch vận chuyển thu toàn bộ vũ khí và hàng chúng mang chủ yếu là đạn b 40 mới anh cùng một số mìn kp hai đang thu dọn chiến trường từ phía biên giới, một bộ phận của E29 cũng nổ súng, mỗi lúc một căng hơn. Rời biên giới, chúng tôi đi về hướng nam của tỉnh Brekvia, bám sát các dấu mòn của chúng đi để tìm điểm đến của chúng. Suốt 3 ngày hành quân, không gặp lực lượng nào của chúng, có lẽ chúng biết đã bị lộ và ngừng các cuộc chuyển hàng. Giới thiệu sơ qua về địa giới hành chính của tỉnh Brekvia. Brekvia có 7 huyện Phía bắc là huyện Trong Cơ San Giáp biên giới Thái Phía tây là huyện Kulen, Phía đông là huyện Chít Và Chơi Sen Cực nam của tỉnh là huyện San Cung Thơ Mây Và Rô Viêng Giáp tỉnh Công Bông Thom Như vậy nhìn toàn cục Thì huyện Tơ Beng Men Chây Là huyện trung tâm Giáp với 6 huyện còn lại của tỉnh Và là thủ phủ của tỉnh Vihia. Qua theo dõi và quan sát thì hàng hóa chúng đều chuyển về hướng Nam, trọng tâm theo danh giới giữa các huyện Tơ Beng Men Chơi, Chơi Sen và Rô Viêng. Địa hình ở đây khá hiểm trở, là nơi giáp danh nhiệm vụ giữa đoàn 5504 và của F307, nên việc quản lý tình hình có phần lỏng lẻo hơn tuyến dọc biên giới. Các phum sau đây là nơi tiếp nhận hàng của chúng, Phuni Poti, Paha, Phuni Srebang, Bra Prame, huyện Tabeng Menchay. Cách các phum này chừng vài cây số, dấu mòn của chúng dày đặc với số lượng người rất đông. Kho chứa của chúng là tại vị trí cách phum Sre Thum, huyện Ro Viêng chừng hơn hai cây số, gần giao lộ 7 vào huyện Ro Viêng Từ đây chúng phân phát về công Thom thuộc mặt trận 479, gần vị trí của E Gia Định. Vì gần giáp Tết, Bộ Tham mưu Sư đoàn lệnh cho các đơn vị hành quân tiếp cận với đường số 7 từ Công Thom lên Prekvihia, đón đoàn xe chở hàng Tết từ bên nước qua. Sau khi Bộ Tư lệnh Sư đoàn liên lạc với các đơn vị thuộc mặt trận 479, chúng tôi chốt tại khu rừng Cao Su, giáp danh giữa tỉnh Công Bông Thom và Prekvihia. Trưa ngày 27 Tết, đoàn xe bên nước qua và chúng tôi theo đoàn xe về cầu cháy. Dọc theo đường các đơn vị của E29 và 94 đã chuẩn bị Tết khá kỹ. Lá chuối, lá rong rừng đang được phơi theo dọc đường. Các đơn vị đều có phong lan treo trước doanh trại. Lần đầu tiên thấy anh em bảo vệ đường tung thuốc lên xe. Do tình hình ta làm chủ chiến trường, sự thông thương giữa các đơn vị thông suốt nên phải nói là năm 1981 chúng tôi đón Tết quá là sung túc và đầy đủ. Chiều 28 Tết, chúng tôi về đến ép bộ tại ngầm sa em sau nhiều năm cả đơn vị không được tập hợp đông đủ vào dịp tết bộ tham mưu sư đoàn cho phép rút đơn vị trinh sát ép đi phối thuộc với các e về doanh trại ăn tết sắc trời đang chuyển mình vào xuân vẫn là những cái nắng mùa khô ban đêm cái lạnh đến nao lòng cái thời điểm kỳ diệu của mùa xuân khiến tâm hồn ta bừng lên sự sống mới tô điểm cho cảnh đẹp mùa xuân cực bắc là loài hoa gạo đỏ sặc sỡ mùa xuân vẫn là mùa đem đến sức sống cho vạn vật trong đó có cả những người lính như chúng tôi hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi len qua từng chiếc lá cành cây ngọn cỏ hơi xuân lướt qua nhẹ nhàng qua từng cánh thư như đã từng lướt nhẹ lên đôi má ửng hồng và thăng hoa trong niềm hạnh phúc tràn trề Mùa xuân, sức trẻ, tình yêu Tết năm 1981 Tết của sự yên bình và dư thừa vật chất Lần đầu tiên từ ngày qua ca Toàn sư đoàn có chủ trương giải quyết chính sách phục viên Nghỉ phép cho cán bộ từ năm 1977 chưa đi phép Ngày 30 Tết Từ sư đoàn bộ nhận được cú điện thoại của anh Diệp Ngọc Trinh Nhập ngũ năm 1972 Quê An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên thông báo sau Tết được phục phiên mời con rể mồng một lên khướt. Chả hiểu có nghĩa gì, nhưng đại khái hiểu là ăn nhậu. Tình nghĩa anh em khi còn ở biên giới, đã nhiều lần vượt tường lửa đánh ra đường 19. Có một đứa con gái sinh năm 1976, kết quả của chuyến đi phép cùng năm. Chỉ mới 5 tuổi mà cứ tuyên bố gà cho những thằng nào biết điều với bố. Tính ra ở khu vực D1, vị y tá này đã tuyên bố gả con gái cho hơn 100 anh em có giá thật. Trưa ngày mùng 1, bám càng xe của phòng chính trị sư đoàn lên chúc Tết anh em dây một do anh Tuyên trợ lý thanh niên của sư đoàn dẫn đầu. Khi xe cách chùa chừng vài km là chốt của C1, nhảy xuống xe đã thấy một số anh em đã có chút men đang đứng dưới gốc cây bằng lăng xỉa răng nhóc nhép. Chả hiểu có ông nào la lớn Ông Hà lên kìa bố Trinh ơi Một dáng người siêu vẹo Bước ra khỏi nhà của nuôi quân Và ngả nghiêng nói Để chị cậu Tớ đích gà con gái cho cậu nữa Đôi mắt mang hình viên đạn Và ngã ầm trên giường của anh nuôi c trưởng C1 Văn Siêu nắm tay Kéo vào nhà bộ chỉ huy C1 Nhìn hai hàng ghế tre Đầy đủ quan văn bá võ Của cả D1 và D3 Trên bàn là thịt gà, rượu chuối rượu Bayon Còn đầy rẫy Dê phó dê ba Thượng úy thìn Dõng dạc tuyên bố Phải cho xe phó trinh sát này Chết tại chỗ hôm nay Không cho thoát Những tiếng đồng tình phụ họa theo Một bát rượu đầy Loại 4 tấn Do chính trị viên C1 Thân Văn chấn Quê Hà Bắc rót và mang tới Cha mẹ ơi Từ nhỏ đến giờ Dê phó dê một thông Tức thông liều Đến đứng phía sau Kiểm tra độ cạn của chén buộc phải một hơi nước chạy đến đâu hơi nóng lan tỏa đến đó tranh thủ húp vội bát cháo gà để chống vã nhưng cũng không kịp đến bát thứ hai đất trời ngả nghiêng tất cả là màu vàng cây đá bầu trời anh em bên cạnh màu vàng tất tật vào cõi thiền tỉnh dậy nằm trên võng dưới rừng cây bằng lăng trong nhà bộ chỉ huy vẫn còn rôm rả xuống bếp kiếm nước uống cho đỡ khát tìm cách ra khỏi trận địa bằng cách vòng qua các B. Tất cả anh em các B đang tranh thủ viết thư về nhà. Đợt này C1 có 3 người rời khỏi đơn vị, anh Trinh y tá, anh Hòe quản lý, ra quân, anh Siêu C trưởng về nước đi học. Dù không nói ra nhưng tất cả anh em đều mang một tâm trạng buồn. Chiến tranh sẽ không biết về đâu, năm dài tháng rộng nơi chiến trường, nghĩa vụ 3 năm rồi về nay có người đã đủ niên hạn hoàn cảnh của từng người đều có chung những khó khăn vài người vừa viết thư nước mắt vừa chảy rơi trên trang giấy những đôi mắt ngấn lệ nghĩ là chính mình gia đình đã vào nam không được nhập hộ khẩu không có địa chỉ để viết thư trực tiếp nơi xứ lạ lấy địa chỉ của một người khác để viết thư là chuyện khó thực hiện một cuộc chiến tranh không phân tuyến và không tuyên bố Break We Here, mùa mưa năm 1981 Từ đài quan sát trên đỉnh chùa Break We Here Nhìn thấy những tiếng nổ chát chúa vang lên Bụi tung lên một điểm nhỏ Những tiếng bắn kêu ba phát một vội vã Lại có đồng đội của C1, C2, C11 Ngã xuống vì mìn KP2 hoặc 652 a của bọn Pol bút. Những bóng áo đen lúc ẩn lúc hiện Tập kích C2, g 1 phía tây của chùa Chạy về hướng biên giới Thái Lan, nhìn thấy địch chạy nhưng không được bắn vì sợ lộ mục tiêu khẩu DKZ trên chùa. C2 phải tự xử lý lấy. Sau nhiều tháng, tình hình này xảy ra liên tục, được phép sử dụng DKZ và những điều cười ra nước mắt của thời ấy. Lệnh cấp tập, một quả, cấp tập, số lượng bắn nhiều và tốc độ nhanh, sử dụng từ thời biên giới ngày ấy xa rồi. Xin 50 quả 105 chi viện Tọa độ X Lính pháo điên tiết quát vào máy hữu tuyến Đê mẹ Đạn của mấy ông à 100 nhé Ừ 100 một quả Thực trạng của năm 1981 Vừa lệnh vừa run Lính C4 chơi 5 quả liền Chính trị viên D chạy từ trong hầm ra Nhảy nhanh qua mấy bậc đá Của ngôi đền Mặt đỏ tía quạt tháo um sùm Sao chúng mày bắn nhiều thế à Khẩu đội trưởng DKZ, người to vật vã, đen như dân Cameroon, quê Nghĩa Kỳ, từ Nghĩa Quảng Ngãi, đang phấn khởi trả lời ngay. Em nghe thủ trưởng lệnh trong máy cấp tập mà. Chúng mày không nghe từ một quả à? Dạ không, chỉ nghe chữ cấp là em bắn nên không nghe đoạn sau ạ. À? Lần sau phải nghe đầy đủ lệnh, hết câu thì mới bắn, nghe chưa? Dạ. Chính trị viên d 1 vừa quay lưng đi. Các khẩu đội nhìn bọn tôi cười khoái chí chiều hôm đó họp giao ban chính trị viên d một thuyết giáo cho c trưởng c bốn anh phận chuyện bắn dkz khi sáng khoảng gần hết chương trình phát thanh quân đội nhân dân hơn hai mươi mốt giờ tôi thấy anh phận gọi tôi ra khỏi hầm và rủ tôi sang khẩu đội dkz trên tay anh cầm bi đông rượu do lính nhà ta nấu và gọi anh dự khẩu đội trưởng dự ơi tớ có rượu cậu có gà Hai con gà làm vật tế thần cho cuộc nhậu Đến hết ca gác thứ tư Khoảng 2 giờ sáng E trưởng E95 Thiếu tá Lê Văn Đê Và dê trưởng D1 Đại úy Trần Bá Khánh Từ đài quan sát nhìn xuống địa bàn Của trung đoàn đảm nhiệm Những cánh rừng già đang mùa xanh lá Màu tím của hoa bằng lăng Dày đặc khắp trời Cả hai đều ngao ngán lắc đầu Đi vào hầm chỉ huy Phương án được hình thành Vài ngày sau bộ phận trinh sát F được lệnh xuống dê bộ D1 ở khu vườn xoài cách chân chùa vài km để nhận nhiệm vụ mới. Tại đây đã có đại úy Hân, tham mưu trưởng E95 và anh Lập, C trưởng trinh sát E95. Nhìn những tấm bản đồ đã được vẽ hình chữ S nằm ngang Tôi hiểu ý định của bộ chỉ huy E95 muốn làm gì. Trinh sát E95 đảm nhận khu vực giữa đài quan sát D1 và cao điểm 300 của D3 Chúng tôi đảm nhận Khu vực giữa cao điểm 300 Và 428 của D2 Mỗi nhóm trên dưới 20 người Có trang bị PRC25 Và chỉ huy chung là anh Lập E95 giao nhiệm vụ Nên chúng tôi không phải báo cáo Về bộ tham mưu sư đoàn Về nhiệm vụ của mình Nhận nhiệm vụ xong Tôi cùng anh Lập sang C13 Cối 120 của E95 Kiếm bữa cơm trưa vì nghe đâu anh em C-13 Mới có lộc thiên nhiên bàn tặng Một con lợn rừng hơn một tạ Trong khi chờ Tôi và anh Lập kiểm tra lại nhiệm vụ của mình lần nữa Chúng tôi hiểu rất rõ Về chuyến công tác này Phía bên kia biên giới Chúng đang lập các khu tập trung dân Dân theo chúng Cộng vợ con Pol Pot Và bọn Pol Pot Thành những cứ địa của chúng Qua chuyến công tác trước Tết sau này giao cho đoàn 5504 chịu trách nhiệm Ta đã nhìn ra cách thức tiến hành chiến tranh của chúng Địa bàn do Sư 307 đảm nhận quá rộng Trải dài trên tuyến biên giới từ An Long Vang đến ngã Ba Biên Quân số của Sư đoàn không thể phân bố kín khu vực đảm nhận Đường tiếp tế là chiều ngang dọc theo dãy đăng rách Quá khó khăn và không an toàn trong mùa mưa Xung quanh những điểm trọng yếu Chúng tăng cường gài mìn dày đặc gây thương vong khá nhiều cho ta trong đầu mùa mưa năm 1981. Phương án được chọn không còn đường nào khác là phòng thủ từ nơi chúng xuất phát. Chúng tôi lại lên đường theo phương châm đã được chọn và trận đánh của D3 là trận đánh phá bung cái tư duy phòng thủ vì ngoại giao. Anh em trong toàn E95 đón nhận chiến thắng này với tâm trạng hồ hởi, sảng khoái, tạo một khí thế mới của một giai đoạn khó khăn nhất của chiến trường năm ấy. Hành trình tìm diệt Khoảng 4 giờ chiều, đội hình xuất phát từ chân cao điểm 300 và tiếp tục leo lên chốt của bộ phận tiền tiêu của C-11. Do khu vực này chống trải nên bộ chỉ huy E-95 dùng phương án xuất phát vào trạng vạng tối. Nếu địch có quan sát và theo dõi thì chúng không thể đoán được ý định của ta. Từ bãi đá của C-11 hai bộ phận chia thành hai cánh ra khỏi chốt 300 chừng hơn 1 km chúng tôi dừng lại chọn lấy một điểm cao trên yên ngựa và nghỉ qua đêm tại đây yêu cầu của E95 là ban đêm đều phải nghỉ trên đường biên giới ban đêm từ xa xa chúng tôi vẫn thấy ánh đèn của một thị trấn bên đất Thái và nếu đêm nào đó gió lặng nghe được cả tiếng nhạc và tiếng xe chạy ban đêm ngủ tại một điểm mới thì cũng phải canh gác Dè chừng địch bám theo và tập kích Dù rất khi xảy ra chuyện này Nhiệm vụ của chúng tôi cũng bình thường Như mọi đợt công tác khác Nhưng từ thâm tâm Tôi cũng hiểu là bộ chỉ huy E95 Đặt nhiều hy vọng vào đợt này Đánh chúng Sẽ làm giảm tần số hoạt động Chúng tấn công ta Và dĩ nhiên tạo một tâm lý bất an Cho những căn cứ của chúng Dọc theo biên giới Thái Lan đây là điểm mấu chốt của vấn đề Sáng hôm sau Tôi họp anh em lại Nói rõ nhiệm vụ mà E95 Yêu cầu chúng tôi thực hiện Theo thông lệ Địch hoạt động nhiều Lính trinh sát phải nằm rừng cơm vắt Muối hầm liên tục Và anh em bộ binh sẽ bị tổn thất Do trên địa bàn của khu vực này Mật độ min của địch khá dày đặc Phải ngăn chặn không cho chúng vượt qua biên giới Vào đất cả Cả đơn vị trên dưới 20 anh em phấn khởi trên từng khuôn mặt vì trong những anh em ngồi đây đều có đồng hương ở các đơn vị bộ binh hy sinh trong những tháng qua trời mưa to quảng áo mưa chúng tôi lên đường những khu rừng già dọc biên giới rậm kín hạt mưa rơi xuống qua tán cây rừng chỉ còn lại là những hạt xương bước chân trên những địa hình nhấp nhô không anh nào bị trượt chân té nên cũng dễ dàng đi dọc theo bình độ biên giới nơi nào chúng tôi cũng nghe tiếng động của chúng chứng tỏ nhà cầm quyền thái lan cấp sổ đỏ phần đất dọc biên giới cho bọn pol pot hoạt động xế chiều khi gần nghỉ chân thì nghe tiếng đổ của cây và cây ngã ở khu rừng trước mặt mức độ đổ cây dày đặc và có lúc dùng cả cưa máy nghe xè xè quan sát động tĩnh chừng hơn một giờ trong rừng trời đã tối đen nên không dám bám theo và lùi ra xa khu vực chúng đổ cất chừng một cây số chúng tôi nghỉ qua đêm qua liên lạc tôi báo cáo tình hình về e chín mươi và bắt sóng với cánh quân anh lập bộ phận anh lập phát hiện những cung đường chúng sang ta dày đặc nhất là lưng đồi năm trăm qua bức điện ngắn ngủi tôi hiểu thế nào ngày mai anh lập cũng cho quân đi phục kích và đánh chúng tham mưu trưởng e chín mươi yêu cầu xác định chính xác lực lượng chúng đóng tọa độ cũng như địa hình hướng bộ binh vận động khi có tình huống chui vào hang đá nhỏ tôi xem qua bản đồ bằng đèn pin để định hình khu vực một đêm không ngủ tới ca gác thứ tư mà vẫn không sao ngủ được sáng ra tôi cho anh em chuẩn bị tranh thủ trời còn sương nhiều tôi lập một đài quan sát trên một thân cây to và theo dõi khoảng hơn chín giờ hướng anh lập nổ súng dữ dội và toàn là súng của ta Cách vị trí chúng tôi chừng gần 10 km Khi súng nổ Ở nhà hỏi chúng tôi hai lần Và chúng tôi trả lời là không có nhu cầu liên lạc Cho nhà yên tâm Chúng tôi tiếp tục quan sát đến trưa E95 thông báo Hứa Anh Lập đã tổ chức phục con đường mòn Từ đồi 500 Nơi chúng đặt khẩu DKZ Diệt 4 tên thu bà súng Ta an toàn Và đã về đến đài của C1 Đến giờ liên lạc, tôi báo cáo sơ qua về tình hình địch cho bộ chỉ huy E95. Địch đóng quân trên một mỏm đồi bằng phẳng, đang cưa cây làm hầm. Bộ chỉ huy E95 cho bám địch gấp, thận trọng không để lộ. Ta tổ chức hai nhóm bám địch. Khu vực địch ở là khu đất bằng toàn là cây lim non. Chúng đi cưa cây có nơi xa khoảng 100m. Ta quan sát chúng từ hai mỏm đồi cao. Các mỏm đồi này khá trống trải. Anh em ta phải ngụy trang Nhìn chúng đi lại trong chốt Và lực lượng ra ngoài cưa cây Ta đoán khoảng gần 100 tên Vì địa bàn khá rộng Lính mặc đồ như bọn Seleka, Trang bị súng của Mỹ Tôi không phân biệt được A15 hay M16 Qua báo cáo của bộ phận tiền tiêu Bộ chỉ huy E95 quyết định Dùng D3 nhổ căn cứ này của chúng Và anh em D10 Có nhiệm vụ thay thế các vị trí của D3 Chiều tối sau khi nhận điện và phán đoán tình hình, anh em D3 tiếp cận các vị trí xung quanh chốt 300 của C11. Lúc này do một B của C1 Z 10 thay thế. Nhìn địa hình và cách bố trí của địch, tầm quan sát của ta, đêm đó tôi không thể ngủ. Hình dung ra cách đánh ngày mai, chỉ cần sử dụng lực lượng 2C là có thể hốt gọn căn cứ này. Thời gian này lực lượng của các đơn vị trong E95 gần như đúng với biên chế Phải dùng cách đánh úp nhanh và mạnh áp đảo Trong thời gian ngắn và rút nhanh Phòng ngừa sự hỗ trợ của lính Thái Lan Chuẩn bị xong tình hình để báo cáo với G3 vào ngày mai Tôi tranh thủ làm hơi thuốc cho ấm Vì trời vẫn cứ mưa giả dích cả đêm Và ngủ khi nào cũng không biết Sáng hôm sau trong phiên liên lạc với ở nhà Bộ phận trinh sát chuẩn bị bắt liên lạc với cánh quân D3, trận đánh úp chảo bắt đầu. Một tổ trinh sát phân công bắt liên lạc với anh em D3. Trời vẫn mưa nặng hạt. Tôi và bộ phận ở lại tiếp tục cái việc quan sát và theo dõi chúng. Xung quanh đơn vị, chúng có ba vọng gác và ba hướng. Nhưng thằng gác hướng chúng tôi là một thằng lười có lắm tật. Cả buổi sáng nó ra ngồi ngó trời đất rồi ngủ. Điếu thuốc trên môi nó luôn cháy. Có lẽ là do mưa lạnh chăng Làn khói trắng bốc lên Giữa mùa mưa trông rất thèm Gần trưa Tôi nhận được tin lực lượng cán bộ của D3 đã bám sát khu vực Tôi quay lại Chui qua các tán cây Mà chúng đã đổ xuống Để về vị trí tập kết Từ trên đồi tôi chỉ cho anh Thìn D phó D3 Hướng địch bố trí Cũng như ước đoán lực lượng của chúng Ở khu vực này Anh Triệu Quý Hợp C trưởng C10 Đã quan sát mấy thằng địch Đang đào sới một cái gì đó Trong khu của chúng Chúng có cả thầy 9 lều bạt Giải đều trong khu vực Nhưng thực chất là 11 lều Lều của chúng giống nhau đến nỗi Không biết lều chỉ huy ở vị trí nào Ban đầu ta có nhận định Đây là lực lượng địch mới di chuyển đến Đang trong quá trình làm công sự Hầm hố chưa có Ban đêm chúng ngủ trong lều Mỗi lều ta đoán chúng có khoảng 10 tên Dù cố quan sát Nhưng ta không có cách nào phát hiện Khu vực hỏa lực của chúng Không thể xác định vũ khí hỏa lực Chúng có những gì Anh Thìn có ý định không dùng tới hỏa lực Của dê đi theo Vì có nhiều bất lợi dễ bị Thái Lan phát hiện Anh rất đắn đo Trong việc này Khẩu 12 ly 7 đi theo chưa thấy anh nhắc tới Phương án ban đầu của anh Thìn Đưa ra là đánh hai mũi có đón lõng ở phía sau qua quan sát và đã suy nghĩ cả đêm tôi bàn với anh hợp tổ chức đánh theo đội hình đầu nhọn đôi vòng cung không cần đón lõng vì ta sẽ đánh úp nhanh và rút nhanh anh triệu đình chuyên c 9 cũng tán đồng với cách đánh của tôi và anh hợp nêu ra anh thìn không ý với cách đánh này vì anh ngại là triển khai như thế đội hình không gọn mũi đầu nhọn không bao hết khu vực sẽ tạo ra khoảng trống Chúng dễ thoát thân Tôi nêu ra phương án là ta dùng C9 Đánh từ phía sau lưng chúng Dồn chúng về hướng đất ca Và sau đó là bộ phận C10 và C11 Bố trí đội hình vòng cung đánh ép lại Cách đánh này dễ tạo ra bất ngờ Địch khó trở tay Nhưng yêu cầu là đội hình mũi nhọn Phải mạnh và có uy lực Qua trao đổi Và cuối cùng đi đến thống nhất như sau Mũi đầu nhọn là C10 Có khẩu 12 ly 7 hỗ trợ Anh Thìn chỉ huy trực tiếp mũi này Mũi vòng cung là C9 Và 1B của C11 Anh Hợp chỉ huy chung Lực lượng còn lại C11 Sẽ yểm trợ nếu có khó khăn Cũng như bảo vệ mặt sau Là đường rút của đội hình C trưởng C11 chỉ huy C3 nhanh chóng phân tán đội hình Và ém sát khu chúng ở Chừng hơn một cây số Và nằm đó chờ lệnh trời càng về chiều mưa càng nặng hạt và gió lớn men theo tán cây chúng đổ tôi và anh hợp tiếp cận với khu vực mũi nhọn sẽ đánh đó là khu vực phía sau của chúng từ đất thái đi ra có một con đường mòn khá to đã nhẵn mặt dọc theo đường này chúng không có cưa cây phía xa xa hình như là bãi chẳng cỏ nương rẫy trên mặt đường chúng vứt vào bao thuốc Samit và lon cá hộp anh hợp phân công vị trí sẽ lót quân cho các bê Thằng địch gác chỉ đi lại và nhìn đám lính phía trong Hình như thằng này không thấy hút thuốc Vị trí ta và địch cách nhau hơn 100 mét Trời vẫn mưa, tối mặt, tối mày Gần tối, anh Hợp và các cán bộ C-10 di chuyển đội hình vào các vị trí lót quân Đêm vẫn mưa nhưng nhẹ nhạt hơn và có gió tranh thủ những thân cây chúng đổ trong rừng tán che khuất cả một khu vực tôi căng tấm ni lông đi mưa đầu cao đầu thấp cho xuôi nước chảy treo cái võng cách mặt đất chừng 20 cm xoa thuốc chống mũi và nằm im anh hợp nằm ở phía bên kia tàn cây nhiệm vụ của tôi đến đây gần như đã xong bây giờ là việc của anh em bộ binh và đêm nay phải ngủ một đêm để lấy sức vì trách nhiệm bây giờ Thuộc về anh Thìn, D3 Không phải lo nghĩ điều gì Bên trong có tiếng động Như tiếng va chạm vũ khí Và tiếng chúng nói chuyện Nhưng trời tối quá Làm sao bây giờ Anh Hợp bò qua chỗ tôi Và lo lắng hỏi Có khi nào chúng phát hiện ta và rút Đánh tập hậu phía sau không nhỉ Tôi cười và nói lại Mình bố trí kiểu này Thì nó đánh tập hậu là đánh hướng nào Anh im lặng và có vẻ lo lắng anh Thìn và khẩu 12 ly 7 Nằm phía sau cách chúng tôi chừng vài chục mét Không tiện bỏ qua để hỏi ý kiến của anh xem sao Thật tình thì tôi cũng hơi lo Vì đánh vào khu vực trống thì coi như tồi Địch có một số trốn danh trại vào khu vực dân có chuyện gì đó Vì tối hôm đó là tối thứ bảy Mệt quá tôi ngủ lúc nào chẳng biết Đang ngon giấc thì anh Hợp kêu tôi dậy Nhìn đồng hồ thì đã hơn 4 giờ Trời tối không thấy gì anh Thìn đưa khẩu 12 ly 7 qua bên này và chuẩn bị áp sát mục tiêu. Hơn 10 người chuyển súng đạn vào vị trí. Anh em khẩu đội giá súng, lắp đạn và chờ giờ gờ. Vườn đông đã hửng, núi non xanh nghìn trùng hiện. Nhưng cũng chưa thấy động tĩnh gì của chúng. Nếu đánh ra ngoài bãi trảng, thấy rõ người là nổ súng. Nhưng do rừng già khuất ánh sáng nên anh Thìn sẽ cho nổ súng khi mặt trời lên khỏi núi. Trời sáng dần Từng lều của chúng đã hiện ra Im lìm Bây giờ mới phát hiện thằng lính gác Cu cậu đang ngồi trên võng ni lông hài lớp Phía trên là một tấm tôn Xanh uốn cong hình vỏ mái Cụ cậu đang hút thuốc Võng đung đưa Thấy rõ những đốm đỏ khi hắn rít lên Lại một thằng lính gác hướng nắc Lại một thằng lính gác hướng khác mò tới Chúng trao đổi gì đó Thằng ngồi trên võng nhảy xuống Đi về hướng vòng cung của ta Lát sau nghe tiếng xoong nồi khua ở phía trên Và tiếng sột soạt chui ra từ liều bạt Anh Thìn đảo mắt nhìn anh em ta đang chờ lệnh Tay xạ thủ B41 của C10 Đang chuẩn bị phát hỏa Một làn khói lớn bay lên Chúng nấu cơm Thực ra chúng nấu nước để pha cà phê và mì gói Một số thằng đang ra khỏi liều bạt Vươn vai nghe rõ cả tiếng ngáp của chúng Ánh nắng yếu ớt ban mai Bắt đầu chiếu vào khu rừng anh Thìn nhìn đồng hồ Chắc gần 7 giờ Anh hất hàm về phía anh Hợp Và tôi thấy anh đưa khẩu AK của anh lên Ánh chớp lóe lên Bùng, bình Liên tiếp nhiều ánh chớp lóe lên Từ phía sau của khẩu B Lửa thoát ra từ khẩu 12 ly 7 Cả C10 nổ súng Cái lều trước mặt anh Thìn bốc cháy Những tiếng la thất thanh Các lều của chúng bắt đầu cử động AK của ta bắn không ngớt về hướng địch những tên địch đang ngủ không biết chuyện gì Tung lều chạy bạt mạng về hướng C9 hướng vòng cung Khẩu 12 ly 7 ngưng bắn và anh em C10 xung phong tràn vào khu vực địch Phía C9 tiếp tục rộ lên cả B và AK của cá nhân nổ giòn Bất chấp địa hình cây đổ trơn trượt Anh Hợp cùng anh em C10 xông vào trận địa Tôi nhảy theo sau anh em và tiếp cận khu vực địch Chỉ có hai thằng lính gác là có súng còn lại những thằng khác đều không mang súng vì chạy hoảng loạn. Có thằng còn cuốn theo tấm chăn trên mình. Cả tấm chăn đẫm máu, phía trên C9 càng nổ rộ. Nghe tiếng anh em ta quát, lớt đây lên. Không nghe tiếng bắn phản lại của địch. Một căn cứ sắc của những tên địch nằm quanh các liều trại. Bãi đồ cổ toàn là hang của Thái Lan. Anh Thìn mang khẩu AK băng về hướng C9 nhảy qua các liều của địch. Tôi giật bung cửa một cái lều Bên trong bốn thằng chết teo ngoẹo, Nhìn thấy trên võng Cánh tay của thằng địch thỏng xuống có cái đồng hồ Dưới chân là đôi giày Mang số 9R Tên này bằng tấm chăn mỏng Và cái màn tuyên Ba lô của hắn còn hơn 5 gói xà mít. Anh hợp cho anh em thu dọn chiến trường Thu toàn bộ súng đạn của chúng Anh thìn từ phía C9 chạy xuống Miệng không ngớt đốc thúc Lính thu dọn chiến trường nhanh chóng Và rút Trận đánh kết thúc trong khoảng 20 phút Trên vai của anh em ta bây giờ Ai cũng nặng Súng địch bó cột lại rồi mang về Đội hình nhanh chóng rút khỏi trận địa Và tản ra thành hai hướng Về D bộ C3 Anh em C11 có trách nhiệm Dẫn 4 tù binh địch Ta tiêu diệt hơn 40 tên địch Và ngần ấy súng Ta không bị thương vong Chỉ có một anh lính C10 Trong quá trình vận động vấp ngã Và hông va vào cành cây trúng vạt nhọn Cây xuyên sâu vào hông Trận đánh đã giải quyết vấn đề nhạy cảm ngoại giao Là lời cảnh báo cho nhà cầm quyền Thái Lan Việc để Pol Pot sử dụng các căn cứ dọc biên giới Chơi giao ắt có ngày chết vì dao Trận đánh đó đã đưa anh em G3 Trở thành những người giàu có nhất trong trung đoàn Về trang bị cá nhân bằng đồ cổ Tội nghiệp cho anh em Đường xa vượt núi băng đèo phải mang vác nặng hơn một giờ sau Khi đội hình về gần tới hồ vườn xoài Máy bay trinh sát Thái Lan Bay dọc theo biên giới Và nghe tiếng máy bay phản lực của chúng Nhưng không thấy máy bay Có lẽ chúng bay vòng sâu Trong nội địa đất Thái Sau trận đánh úp chảo Và được khen thưởng ngược Tình hình khu vực phía đông Chùa Breitvihir êm ắng trở lại Cả khẩu đội DKZ trên đồi 500 Cũng không thấy lên tiếng Mỗi khi chiều về anh em tuyến G2, G3 và khu vực C1 có phần thảnh thơi và bớt căng thẳng Không nằm ngoài dự đoán của E95 Địch sẽ tăng cường hoạt động hướng C2, G1 phía tây 606 Và khu vực Làng Chanh xuôi về Cam Tuốt Trong hai ngày liên tiếp, địch cho một lực lượng khoảng hơn 10 tên Tập kích vào đội hình C2 vào lúc dạng sáng Ca gác gần chót và chót khoảng 4-5 giờ sáng để tránh sự hỏi thăm của anh dự khẩu DKZ của C4 trên chùa. Anh em C2 bị tổn thất hết 6 người. Trong những trận tập kích này, hy sinh 2 bị thương 4. Và những lần tuần dọc biên cũng bị một số thương vong do mìn KP2. Trong đó có anh quán C phó C2 không thấy mìn 65A2. Trước tình hình như vậy, E95 đã điều anh Nguyên lính Quảng Nam 1977 B trưởng trinh sát E95 về làm C phó C2 và lực lượng trinh sát của E95 bắt đầu triển khai hướng hoạt động mới. Trong những ngày đầu triển khai, địch cũng có một số bị bất ngờ. Ta phục đánh gần sát biên, tiêu diệt được một số tên, nhưng với bản chất ngoan cố và quỷ quyệt, chúng lại tăng cường hoạt động sâu vào trong đất ta, phục kích con đường mòn từ C2 về trục đường 69 tiếp giáp với khu vực dây bộ D1. Dù rằng là mùa mưa, ta không dùng xe để chở nước, nhưng đây là con đường huyết mạch của C2 nên địch phải triển khai phục kích và gài mìn. Một toán anh em đi gù thực phẩm về cũng bị chúng phục kích, hy sinh hết hai anh em nữa. Như vậy trên hướng chùa, khu vực C2 là khu vực nóng, ngày nào cũng có nổ súng và thương vong. Để ngăn chặn âm mưu của chúng, gây hoang mang cho anh em trên hướng tây của chùa. Bộ tham mưu sư đoàn 307 đã gọi tổ trinh sát đi phối thuộc với E29 do anh Trung C trưởng phụ trách về khu vực đang căng thẳng để hỗ trợ tác chiến. Hơn phần nửa C trinh sát của sư đoàn và một B của trinh sát E95 do anh Biểu C phó phụ trách tập trung tại C2 để nhận nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ được phân công cụ thể như sau. Trinh sát E95 có nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp cho C2, tăng cường lùng sục và tuần tra dọc biên giới, phục kích và đánh chặn đầu các toán nhỏ lẻ của địch. Lực lượng C2 tuần tra và bảo vệ thông suốt con đường huyết mạch của C2 về D1. Trinh sát sư đoàn chia làm hai tổ, luồn sâu và phát hiện nơi cứ của địch từ vực đá đường vận động số 3 ở phía tây chùa đến chân cao điểm 671 bám sát hai chốt của địch trước cổng chùa bên cạnh đồn biên phòng của Thái Lan để nắm chắc hoạt động của chúng và xác định có phải lực lượng này là bộ phận luồn sâu về đất ca hay không. Có lệnh của E95 là nếu bị lộ hướng này thì có quyền phản kích bất kể là Pốt hay lính Thái Lan nhưng nếu không bị lộ tuyệt đối không được nổ súng vì hai chốt này nằm ngay đường biên giới dễ bị pháo binh của Thái Lan bắn chặn đường rút khó khăn cho việc giải quyết chính sách chiến trường. Khẩu đội cối 82 và DKZ trên chùa chuẩn bị nhà đạn khi có yêu cầu vào hai chốt của chúng. Do công tác nhiều năm trên địa bàn của D1 nên hướng tôi đảm nhận là trước mặt chùa, anh Trung xe trưởng cùng hơn 10 anh em khác hướng cao điểm 671. Sau khi thống nhất phương án hợp đồng tác chiến cùng D1E95, các tổ lên đường từ chốt C2 nhìn về hướng chùa Breakview Những cơn mưa nhiều chút nước Cả một rừng hoa tím bằng lăng ngút ngàn trên những bình độ của cao điểm 606 Từ C2 chúng tôi chia thành hai cánh về hướng đường vận động số 3 Phải đi hai hướng kèm nhau Vì đây là khu vực dễ bị chúng tập kích từ phía sau Mỗi tổ đi cách nhau 100 mét Và hẹn nhau dưới vách đá có cây bằng lăng to đang nở hoa tím rộ Trời vẫn mưa nhẹ, lất vất Băng qua một tràng trống Chúng tôi đến chân 606 Tại đây, hai đội hình gộp thành một Vòng qua sườn núi phía Tây Để sang đất Thái Trên suốt chặng đường Chúng tôi phát hiện khá nhiều dấu vết của địch Chứng tỏ một điều Phía trên hình đồi 606 là ta Nhưng phía dưới các vách đá là địch Đường chúng đi thành đường mòn nhẵn Toàn bộ đội hình chỉ men theo trục đường của chúng Càng về gần biên giới Dấu hiệu càng rõ nét hơn Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa Chính địch ở khu vực Parier Trước mặt cổng chùa Là lực lượng qua đánh C2 Quá trưa Chúng tôi đến đường biên của E95 Chỉ thị tổ để phục kích Và theo dõi địch Chưa vượt qua biên giới vội Chúng tôi bám theo các vách đá Gần sát con đường của địch đi Và chờ đợi Cả buổi chiều không thấy động tĩnh gì Đội hình rút về hướng Tây Chùa Lợi dụng địa hình cao giáo Và cách chợ để nghỉ đêm Anh em đề nghị là cài mìn trên đường chúng đi Nhưng dê trưởng dê một không chấp thuận Vì sẽ bị lộ sự xuất hiện của chúng ta Sang vị trí mới nghỉ một đêm Theo dõi động tĩnh nhưng cũng không thấy gì Chỉ thấy động tĩnh trên vùng sân Naga Của anh em C4 đi tuần Sáng hôm sau Chúng tôi tiếp tục bám theo con đường của chúng. Càng về hướng đất Thái, đường càng dễ đi do đất bằng phẳng. Khi ôm chưa hết vòng cua giáp với vị trí của C3 phía trên đồi 606, chúng tôi phát hiện địch đang di chuyển. Chúng có 5 tên trang bị B40 đang men theo đường về hướng đất Ca. Do nhiệm vụ đã được giao không đánh bọn này. Bộ phận C2 và trinh sát E95 có nhiệm vụ đón đánh chúng khi thâm nhập vào hướng C2. Sau khi báo cáo về D1 thì nhận lệnh để lại một nửa quân số bên này biên giới. Bộ phận còn lại theo đường chúng đi tiếp tục bám xem chúng ở vị trí nào trước cổng chùa. Bám theo hơn một giờ phát hiện ra doanh trại của chúng do khu vực khá nguy hiểm nên đội hình lui lại. Xem xét toàn bộ địa hình và cách bố trí lực lượng thế nào. Nơi chúng ở là một bãi đá men theo bìa rừng rậm, cách barrier cắm cờ Thái Lan chừng khoảng 200 mét. Đồn biên phòng Thái trước mặt chừng 150 mét. Bề nổi trên mặt đất có 6 căn nhà lập danh, hàng dọc men theo bìa bãi đá. Theo dõi đến trưa, giờ cơm, ta mới phát hiện nơi đây chúng có khoảng 50 đến 60 tên. Khi chúng ăn cơm, thấy có gần chục tên lố nhố trước mỗi căn nhà. Bàn ăn của chúng làm bằng những tấm ván ghép lại, dài chừng 4 mét. Chúng ngồi ăn đàng hoàng như không có chuyện gì. Khi đang theo dõi chúng làm gì vào buổi chiều, thì nghe tiếng súng ở hướng C2 nổ. Ban đầu là những chàng AK, sau đó là một trái B40 nổ, rồi cả hai bên đồng loạt nổ súng AK và B40 nổ bùng bình tiếng đạn nghiêng về bên ta nhiều hơn. Trận này chỉ kéo dài khoảng 7 phút rồi im tiếng súng. Theo hợp đồng, khi chúng rút về, ta cũng không đánh, vì cơ bản giữ bí mật tối đa, lực lượng bám theo chúng. Buổi chiều, quân số còn lại của chúng làm nhiều công việc khác nhau. Chúng có một lực lượng mang theo quốc đi sản xuất và một lực lượng ở nhà loanh quanh làm gì không rõ. Lực lượng chúng đi sản xuất chừng hơn 30 tên và đi thành hàng dọc về sâu trong đất Thái. Có mấy tên lính Thái mặc đồ rằn di đi lại gần doanh trại của chúng rồi đi lòng vòng trên bãi đá. Không thấy chúng trao đổi gì. Đang mải mê theo dõi nhóm địch trong này thì anh cảnh giới báo là có địch. Đây là nhóm địch đi khi sáng bị lực lượng ta chặn đánh dưới chân 606. Chúng chỉ còn 3 thằng có hai thằng vác theo hai cái bao bằng ni lông màu đen còn một thằng vác khẩu b và khẩu ak từ cự ly hơn 50 mươi mét dùng ống nhòm quan sát kỹ thấy cả hai thằng đang vác xác của một thằng chết thằng đầu đi vác cái bao có hai chân thò ra rất rõ hắn vừa đi vừa chặn giữ hai cái chân tên đi sau vác cái bao khi đi ở cự ly gần phát hiện có cái đầu thò ra ngoài như vậy thằng địch này đã bị ta bắn quả B đứt làm hai. Sau này khi về hỏi thì mới biết là C2 chỉ bắn có một trái B40 nhưng vọt ra đằng sau chứ không trúng vào đội hình của chúng. Và dấu vết chúng để lại là chúng kéo thằng chết đi thành một đường mòn. Chúng bắn lại có vài loạt AK và một quả B40 chúng tàn cây thì rút. Như vậy trường hợp thằng địch sao lại có hai phần thân thể chúng mang. Và điều đó thật là khó hiểu C2 báo cáo là đã diệt một tên thu một súng AK Nhưng sau này chúng tôi khẳng định lại với C2 là diệt hai tên chứ không phải một Có một điều kỳ lạ Năm 1981 mùa mưa kéo dài Và mưa phùn dai dẳng cả nửa tháng trời Trong những ngày mưa bay mờ mờ ảo ảo như sương khói Tôi cũng mềm lòng khi nhớ đến những cơn mưa phùn gió bấc nơi quê nhà những cơn mưa phùn tại miền cực bắc campuchia trên bậc thứ tư của ngôi chùa brekvihir hùng vĩ nhìn về hướng đông đất mẹ việt toàn cảnh tỉnh brekvihir chỉ một màu xanh tận chân trời thiên nhiên đã tạo ra những cơn mưa nhẹ nhàng như một tấm vải bằng màn nước mờ mờ làm nước bay vào trong gió thành những luồng nước nghiêng nghiêng trên mặt nước đầm đề di lăn tăn sóng lượn khu đất tăng gia của bọn chúng là một khu đất tranh Chống trải xung quanh là các bãi đá chúng trồng toàn là bắp và cây đang ra trái non từ khu vực này tôi lấy địa bàn gióng về vị trí cột cờ của c ba xác định phương hướng là chọn cây cám trái to làm mục tiêu chuẩn một số tên đang làm cỏ và số khác đang chặt một số cây non xung quanh Bọn chúng cũng rách nát tả tơi Nhiều thằng mặc quần đùi để làm Do cách bãi trắng Nên không thể nào vượt qua được Chúng tôi phải lùi ra xa Để chờ đêm đến vượt qua bãi trắng Tiếp cận với đồn biên phòng của Thái Thực tế trên bản đồ Thì nửa cái bãi đá này Là đất của ca Nhưng chẳng hiểu sao Thái Lan lại xây dựng đồn biên phòng ở đây Vị trí đồn biên phòng của Thái Nằm ở cuối dãy yên ngựa nếu nhìn bằng mắt thường Từ vườn xoài của dây một Khoảng hơn 9 giờ đêm Anh em vượt qua bãi tráng từng người một Nhìn về hướng dây bộ dây một trên chùa Thấy có mấy ánh đèn pin đi lại Chúng tôi biết là anh em trên đó đã sẵn sàng Nếu có tình huống xấu Cuối bãi đá là con đường trải nhựa Bề rộng khoảng 4-5 mét Mặt phẳng lì Con đường này chạy thẳng lên đến cổng chùa ngay tại vị trí ta treo cờ năm 1979, khi chiếm xong chùa, ta chẳng biết treo cờ gì. Lúc đó chưa chắc ai đã biết cờ của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ra sao. Và ta tranh thủ treo lá cờ màu đỏ. Đồn biên phòng của Thái xây dựng tương đối là bài bản, có lô cốt và có lỗ châu mai đàng hoàng. Toàn bộ lính biên phòng của Thái đều ở trong các lô cốt này hàng ngày chỉ có vài thằng ra chỗ cái barrier gác và kiểm tra xung quanh. Trước mặt B3 của C3 chỉ chừng hơn 100 mét. Sáng hôm sau, khi đã quan sát toàn bộ đội hình khu vực của cả hai khu vực Thái Lan, Campuchia, nắm được các hoạt động của chúng, tổ nhận được lệnh quay về theo đường bình độ và ra đường vận động số 1 là đường chính lên chùa. Từ phía đất ca Đây là con đường mà sau này Trinh sát E95 Đã dùng lực lượng vượt qua Và đánh các đoàn xe tiếp tế của bọn Pol Pot Rừng giáp với vực đá Luôn rậm rạp Và chỉ cần vượt qua khu vực đá Là ta đã tiếp cận với con đường nhựa của chúng Về đến chùa an toàn Ngày hôm sau Bộ phận trinh sát Và trợ lý tác chiến E95 Đứng ngay tại trụ cờ xác định các vị trí của địch và lập phương án tác chiến. Phương án được thông qua như sau. Trinh sát và công binh E95 sẽ mở một con đường từ vị trí phía bắc của chùa, tiếp cận với con đường của địch, có bề ngang khoảng 4 mét. Công binh già và gỡ mìn của Thái gài trên khu vực. Đây là con đường bí mật chỉ sử dụng khi cần thiết, vì lực lượng đánh chặn của chúng vẫn là bộ phận theo bình độ phía dưới chùa. Lực lượng trên chùa chỉ hỗ trợ hỏa lực khi cần thiết Vào các khu vực địch Như vậy toàn bộ lực lượng và sự bố trí của Thái Lan và bọn Pol Pot Xung quanh khu vực cái barrier không còn là điều bí mật Các vị trí của chúng đã nằm trong tầm ngắm của các loại hỏa lực của ta Trên hướng của Anh Trung Trinh sát khu vực cao điểm 671 Ta cũng phát hiện địch tăng cường tạo hành lang vận chuyển vũ khí về sâu trong nội địa theo lộ trình làng tranh cảm tuốt trong khơ san culen, núi hồng thuộc phạm vi đoàn năm năm linh giữa mùa mưa như thác đổ toàn bộ lực lượng của e chín tăng cường cho d một hoạt động trên một khu vực khá rộng với những diễn biến phức tạp trinh sát e chín và lực lượng của c hai tung quân chạy đánh làm sạch địa bàn phía tây chùa trinh sát sư đoàn và anh em D3 tung quân về hướng 671 tiếp giáp với 547 dọc theo dãy đằng rách mục đích không cho chúng vận chuyển vũ khí chuẩn bị địa hình cho những trận đánh sau này nhất là những trận đánh 547 đầu tiên do D3 đảm nhiệm dưới sự chỉ huy của đại úy Trần Bá Khánh e trưởng e95 trận đánh hầu như đã trang bị lại vũ khí và đạn dược mới cho E95 Áo Pol Pot lần đầu xuất hiện với số lượng rất nhiều. Sau khi xác định chắc vị trí, cách bố trí lực lượng của Thái và Pol Pot ở khu vực cổng chùa Brekvihir, chúng ta chuyển hướng vì nơi này chưa có lệnh tính sổ, nhằm hạn chế đến mức tối đa hoạt động của chúng trong mùa mưa năm 1981, mùa mưa đầu tiên sau năm 1979. Chúng dùng lực lượng tấn công quấy nhiễu Cũng như dùng loại mìn mới 65-2A trên toàn địa bàn Bước đầu gây cho ta nhiều tổn thất vì mìn Cả sư đoàn 307 như ngồi trên đống lửa Nhất là địa bàn của E29 và E95 Thời gian này, Bộ Chỉ huy E95 có một số thay đổi về nhân sự cấp trung đoàn Dây trưởng D1 Trần Bá Khánh về làm tham mưu trưởng E95 là một cán bộ từng trải trên tuyến đầu của đội hình sư đoàn. Với cương vị hiện tại, tham mưu trưởng này đã có những suy nghĩ tức thời. Giải quyết tình hình trên địa bàn của E95, điều đầu tiên mà ông quan tâm là giải quyết địa bàn dọc tuyến biên giới từ cao điểm 606 qua cao điểm 671 và cuối cùng là cao điểm 547. Theo phán đoán của ta thì các cao điểm này chính là cửa khẩu của chúng tuần hàng vào nội địa. Thời đó, mỗi trung đoàn có một dê làm lực lượng cơ động. E95 chỉ còn dê 3 là có thể cơ động làm nhiệm vụ của trung đoàn. Do lực lượng địch chưa mạnh lắm, cơ bản vẫn là đánh du kích. dê 3 đã dồn toàn bộ lực lượng cho đợt công tác này. C12 hỏa lực của dê 3 trang bị như một xe bộ binh thực sự và hỏa lực mạnh nhất là B40 B41, bộ phận trinh sát sư đoàn phối thuộc với C9 và một bộ phận của C11 đi về hướng 547 do dê phó D3 Thìn phụ trách. Vẫn đang là mùa mưa, bầu trời trắng xóa và xám xịt, những khu rừng già dày đặc, đội hình tiến về phía trước với muôn vàn khó khăn, cả ngày ướt như chuột lột, ban đêm thay da phơi trên đầu võng, mặc bộ đồ khô để ngủ những cơn mưa rừng kèm theo gió Lật tung những mái tăng Bộ đồ ngủ cũng không còn khô được nữa Anh nuôi dù đã cố gắng hết sức Cũng không thể có những bữa cơm đàng hoàng Việc cơm sống uống nước suối là chuyện thường tình Những anh em bị sốt Cũng đã được những anh em khỏe Dìu dắt vượt qua cơn sốt Tiến theo đội hình Ban đêm mình mẩy nóng như lửa đốt Và nửa đêm đã lên cơn lạnh đến sương tùy những cơn co giật Những tiếng rên hầm hừ suốt cả đêm Cả đội hình gần như không ngủ được Ngày hôm sau vẫn tiếp tục cuộc hành quân Giờ đây khi gõ lại những dòng này Tôi cũng chẳng hiểu sao Ngày ấy bộ đội ta lại có thể vượt qua những cơn sốt rừng như vậy Qua hai ngày vượt qua những gian nan Đội hình cũng tiếp cận được với bình độ của cao điểm 547 Điểm dừng chân là một phum nhỏ Không có trên bản đồ thời đó Phum này có khoảng hơn 40 nhà tranh Xung quanh trồng toàn là chanh và bưởi Nhìn dấu đường xe bò của địch Chúng tôi hình dung là đường này dẫn về phum cam tuốt Quan sát địa hình Anh Thìn triển khai lực lượng xung quanh phum Chứ không ở trong phum Đội hình chia thành 3 khu vực Quay về hướng đất Thái Lan Ngày hôm sau Tổ trinh sát phối thuộc cùng hơn chục anh em C-11 đi trinh sát các khu vực của các điểm xung quanh 547. Càng đi về hướng chân núi Đăng Rách, địa hình càng phức tạp, bình độ nhấp nhô trơn trượt, từ các dốc cao chảy về, làm cho đội hình trinh sát không thể đi xa hơn. Đội hình chốt và tuần tra xung quanh ba ngày nữa, không phát hiện gì nên đội hình rút về theo hướng trực chỉ phung cảm tuốt. Trên đường về chúng tôi mới phát hiện dấu xe bò mới của địch. Từ đó, vị trí cao điểm 547 chính thức đưa vào danh mục tác chiến của sư đoàn. Từ sự thiếu sót khách quan này mà cuối mùa khô năm đó, chúng tôi phát hiện địch tập trung nơi này cả trăm quân chính quy. Chỉ cách chỗ bọn tôi trinh sát ở mùa mưa chưa đầy 2 km, có doanh trại hẳn hoi như một căn cứ lớn và trận đánh căn cứ 547 lần đầu tiên vào cuối mùa khô năm 1981. Cũng như các cao điểm nằm dọc theo dãy đằng rách, hướng đi về đất Thái thì thoai thoải, phía từ hướng ca lên thì vách đá dựng đứng. Từ xa nhìn phát khiếp, cao điểm 500 là một trong những điểm quái ác nhất trong toàn tuyến biên giới do sư đoàn 307 đảm nhiệm. Khi nói về độ đứng của vách đá, chỉ thua căn cứ 547. Qua 3 lần trinh sát, một lần có trinh sát D407 đặc công. Anh em ai cũng ngán ngẩm. Lần một kiểm tra địa hình, chọn địa điểm leo. Lần hai có trinh sát đặc công đi cùng. Chính thức leo thử một đoạn. Lần ba thực hành của đặc công. Địch không đóng cố định ở vị trí này. Lâu lâu chúng thấy chán sống nên đem súng lên bắn vào các vị trí của ta theo dọc lộ 120 như vườn xoài D1, C13, cối 120 của E95 và C11 của D3. Đã có một lần, đội hình gùi hàng ra chốt của C1, do có một anh không đội mũ, chỉ lấy khăn mặt trắng chụp lên đầu. Chúng phát hiện và tương cho ba quả DKZ, nhưng do địa hình che rừng dày đặc nên anh em không ai việc gì. Nhưng từ lần đó, lính C1 hoàng tới già không dám cuốn khăn lên đầu thay mũ. Đợt ấy đài quan sát của C1 phát hiện địch xuất hiện phía bên kia chân 500, chúng mang vác thứ gì nặng nề lắm. Nhận được báo cáo của E95, bộ tham mưu sư đoàn tức tốc đưa bộ phận đặc công từ sư đoàn bộ lên, phối hợp cùng trinh sát của sư đoàn và của E95, quyết tâm lấy khẩu DKZ này của địch. Nhiệm vụ phân công khá rõ ràng. Trinh sát E95 đi hướng đài quan sát của C1, cắt ngang bình độ 200, dưới chân 500, nằm phục địch và nắm tình hình. Bộ phận này do anh biểu C phó trinh sát E95 chỉ huy. Trinh sát sư đoàn và anh em đặc công tập kết từ chốt đồi 300 của C11, C3 và tiếp cận vách đá nghiêng về hướng đông. Khu rừng này rậm hơn, độ dốc không đứng lắm và nhiều dây leo bám trong đá, nhất là cây ngũ gia bì. Do chúng quan sát thấy anh em C-15 công binh của E-95 dùng máy cưa phát quang hai bên đường ra chốt C-1, khống chế việc chúng lợi dụng rừng rập, phục, cắt dây hữu tuyến của thông tin, gài mìn trên đường, nên chúng mang DKZ đặt trên đồi để tấn công vào bộ phận này. Vì điểm tập kết của đồi 300 đến vách đá khó khăn nên anh em hướng này tiếp cận sớm Xuất phát lúc khoảng 3 giờ chiều Bộ phận trinh sát E95 Xuất phát muộn hơn Để giữ bí mật Toàn bộ đội hình mũi đánh Được trang bị là AK 200 đạn hai liệu đạn trên người Đội hình gồm 17 người Do tôi phụ trách Đặc công 407 có hai trinh sát Trinh sát sư đoàn 307 10 Chính thức tham gia leo núi 12 bảo vệ đường rút phía chân bách đá 5 trinh sát F307 Bữa ăn chiều là phong lương khô 781 và nước trà nóng Trời chập tối, đội hình bắt đầu leo núi Gian nan thật, vẫn còn mùa mưa nên rong rêu bám trên mặt đá còn nhiều Nhiều chỗ nước từ trong hốc đá chảy ra ướt người Nhưng là món giải khát mát lạnh tuyệt vời Đội hình dàn hàng ngang leo chậm rãi và cẩn thận chỉ cần một cái trượt chân thì mọi điều xấu sẽ xảy ra lầm lũi bám từng rễ cây cành cây ngũ ra bì bám trong các rãnh đá sau hơn một giờ leo núi khi đến lưng chừng vách đá anh em ta nghỉ lấy sức vốc những vốc nước tỏa vào mặt mát lạnh và cứ thế vài lần thì đỉnh đồi xuất hiện một khoảng trời trống nghỉ lấy sức đoạn cuối cùng bắt đầu phân chia các điểm tiếp cận vẫn âm thầm và lặng lẽ sức trẻ cùng với bản năng sinh tồn của con người trỗi dậy sẽ vượt qua tất cả những trở ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ khi toàn bộ đội hình đã chiếm lĩnh những bậc đá cuối cùng của cao điểm gió lộng mát rượi chỉ vài phút những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi sẽ khô trong tức khắc không chần chừ giây phút nào anh em tỏa ra các vị trí và nghỉ ngơi lấy lại sức tại các vị trí có địa hình thuận lợi ta bố trí toàn bộ đội hình quay mặt về hướng đài quan sát c 1 mặt trời hừng sáng ở hướng đông kiểm tra đội hình lần cuối đúng như sa bàn ở nhà đã xác định chờ đợi giờ g trước khi xuất quân từ chốt ba trăm có một anh lính đặc công quê ở quảng bình nhìn lên đỉnh 500 và bảo Đê mẹ, chúng ông sẽ hốt mày Tôi nghe anh nói mà phì cười cho việc dùng từ xưng hô chúng ông Ngồi nhìn từng vừng sáng đang lộ dần từ hướng đông Tôi nhớ lại câu nói này của anh chàng đặc công Đó chính là nhiệm vụ của trận đánh này Trời sáng dần rõ mặt Một bãi đá rộng và bằng phẳng tại điểm nhô ra của mỏm đá ngoài cùng còn sót lại mấy cái vỏ dkz nhìn qua các vị trí xung quanh tôi thấy đầu của anh em chùm mũ đặc công tập thó sau các tảng đá và lùm cây vẫn lặng thinh như tờ không nghe động tĩnh gì phía dưới chân đồi tôi nghe tiếng cưa của anh em c 15 công binh đang đổ cây ầm ầm thực ra anh em đều có hầm nấp xung quanh các cây đổ và luân phiên đổ ở diện rộng Chứ không tập trung như khi trước Hai thằng ma đói xuất hiện Gùi mỗi thằng hai ống đạn Bốn thằng khiêng cái nòng Có cục u phía sau Và chân bằng cây lỗ ô To gác hình chữ thập Hai thằng gụi đạn lại quay xuống Và tiếp tục truyền lên bãi đá Anh Khánh đặc công Bê phó lính Quảng Nam Nhập ngũ năm 1978 Nháy tôi và ra hiệu vòng tay chỉ bắt sống Nhìn lại đội hình ta mỏng Chưa nắm được thực chất quân số của địch Địa hình lại hiểm trở Bắt sống thì dẫn đi đường nào Lỡ có lực lượng địch ứng cứu thì sao Những ý nghĩ thoáng qua liên tục trong đầu Cuối cùng tôi quyết định nổ súng tấn công Chứ không thể bắt sống Điều này không cần thiết cho lắm Tôi quyết định như vậy Chúng nhanh chóng giá súng Quay nòng về hướng chân chùa Những tên gùi đạn vẫn tiếp tục chuyển lên Do không tiếp cận được với khu hang đá Chúng giấu đạn Nên không biết chắc quân số của chúng Khi đống đạn được hơn 10 quả Có hai thằng Một già và một trẻ Đứng nhìn về hướng anh em ta cười cây Hai thằng kia đang lót mấy nùi rẻ Dưới thân của khẩu DKZ Và phía sau Có vài tên đang nhấp nhô đưa đạn lên Tôi ra lệnh nổ súng Loạt đạn đầu tiên của anh Khánh và một anh nữa tiễn hai thằng đứng ngoài về chầu Diêm Vương. Anh bắn khá chắc và điềm tĩnh. Thằng lính trẻ bị loạn đạn ngang ngực, chỉ la một tiếng và đổ sụp xuống bãi đá. Và rơi xuống vực đá phía dưới chừng 2 mét, gác người lên một thân cây dây rừng. Thằng lính già giật nảy người, chỉ kêu một tiếng và đứt luôn. Vì chúng toàn bộ ba làn đạn từ ngực trở lên. Hai thằng lo cái chân đế của khẩu DKZ bị khoảng 4 anh em quất liên tục những chàng AK và chết ngay tại chỗ. Cắm đầu vào khẩu DKZ, máu phun dính đầy nòng. Phía dưới đuôi của tảng đá, anh em ta cũng nổ súng và tiêu diệt tên địch đang gùi ba quả đạn. Có vài tên chạy thoát do chúng chưa lên hết đến bề mặt của bãi đá. Đội hình phía trên nhào ra đường thu ba khẩu súng, một thằng không mang súng. Và phía dưới anh Thành trinh sát sư đoàn cũng ra thu khẩu ak của địch anh khánh khẩn trương cột ống bộc phá vào chân khẩu dkz các anh em còn lại dồn các quả đạn vào một cái hố tròn tự nhiên của bãi đá sau khi anh em đã ẩn nấp an toàn dưới các vách đá anh khánh thả hai ống chất nổ vào nòng khẩu dkz và anh đặc công khác thả một ống bộc phá vào hố đá chứa đạn xong hai anh nhanh chóng lăn xuống vực đá gần đó anh chớp lóe lên một tiếng nổ long trời mảnh đá vụn bay nghe rào rào táng vào các thân cây rớt xuống nghe lộp bộp tôi anh khánh và hai chiến sĩ đặc công chạy nhanh lên kiểm tra toàn bộ nòng khẩu súng bị toác ra chân đế văng qua một bên gần rớt xuống vực hai thằng địch nằm cạnh chân của khẩu dkz chả biết nó văng đi đâu mà không thấy xác nữa Tôi quay nòng khẩu AK Về hướng anh em cưa cây phía dưới Bắn điểm xạ ba loạt Mỗi loạt hai viên Ám hiệu làm chủ trận địa Cối 82 tại chốt C1 Bắn cầm chừng sáu trái Về phía bên kia biên giới Và anh em chính sát E95 Chuyển tư thế phục đám địch rút chạy Sang thế chặn đánh quân chi viện nếu có Toàn bộ đội hình rút nhanh Về hướng đài quan sát C1 Hơn nửa giờ sau Chúng tôi được anh em C1 đón ở bãi đá bình độ 200. Anh em trinh sát E95 sau đó cũng rút nhanh về hướng chốt 300 của C11-G3. Sau trận này, địch không dám đặt hỏa lực ở mỏm đồi này nữa. Chúng chuyển sang dùng cối 82 đặt ở bên kia biên giới, bắn liên tục vào vị trí chốt của C1. Những ngày cuối mùa mưa năm 1981 Thỉnh thoảng vẫn còn những cơn mưa cuối mùa Bộ tham mưu sư đoàn họp và quyết định tung trinh sát hoạt động Tại ngã ba biên giới Campuchia, Thái Lan, Lào Khu vực này thuộc huyện Trong Khơ San, tỉnh Perek Pihia Do vị trí công tác thời đó Tôi cũng không biết gì nhiều hơn Khi tham mưu trưởng sư đoàn 307 Trung tá Hoàng Cường giao nhiệm vụ Ông chỉ gọi lên và yêu cầu báo cáo tình hình của đơn vị hiện tại những khó khăn và kiến nghị của đơn vị khi đã có mặt trưởng ban trinh sát sư đoàn cùng hai anh trợ lý của bộ tham mưu thủ trưởng mới giao nhiệm vụ trinh sát và kiểm tra tình hình địch tại khu vực ngã ba biên giới theo tin tức ta nhận được tình hình địch đang hoạt động mạnh tại khu vực này theo nhận định của ta thì lực lượng địch có khoảng vài trăm tên gồm nhiều phe phái chúng đang có ý định biến nơi đây thành căn cứ lớn của chúng. Sau này tôi mới biết là mặt trận 579 có tung một toán trinh sát của quân khu hoạt động tại khu vực này. Việc trinh sát bị lộ và ta phải dùng trực thăng để giải cứu cho số anh em này trên lãnh thổ của nước bạn Lào. Sau khi giao nhiệm vụ và giải quyết các khó khăn cũng như những đề nghị của đơn vị, tham mưu trưởng sư đoàn giao tấm bản đồ khu vực Trên đó đã đánh dấu các vị trí mà ta cần chính xác Cũng như nắm tình hình của địch Từ sư đoàn bộ, gần 30 anh em chúng tôi Được xe của F trở về huyện trong khơ san để tập kết Chúng tôi ở gần một đơn vị pháo của E576 Và xuất phát ở đây Lịch trình, vị trí tập kết theo hướng đông, đông bắc Phum Sật Cha Beng Giáp với biên giới Lào Đóng chốt tại vị trí này. Mất gần 2 ngày đường vượt qua những con suối cuối mùa chảy như thác. Chúng tôi đến vị trí chiếm lĩnh vào cuối ngày thứ hai. Khu này rừng rất dày và bình độ đa số là thoải, ít dốc. Trên bản đồ là phum nhưng thực chất là hoang. Phum này dân không ở từ trước năm 1975 vì nhà cửa hầu như bị sụp và chỉ còn lại những nền nhà cây cối đã mọc tràn lên cả nền nhà theo nhiệm vụ được giao thì từ đây chúng tôi sẽ hoạt động về các bình độ ở hướng tây và về hướng bắc Thùng lũng là điểm rơi của biên giới ba nước rừng hoang vu rậm rạp những cơn mưa cuối mùa còn ập về bất chợt ban đêm anh em tàn ra từng toán nhỏ chui vào các hốc đá gần nhau để tránh mưa và là chỗ ngủ Ngày đầu tiên chúng tôi ở lại nghe động tĩnh chứ không hoạt động Phía trước mặt là những cao điểm có lẽ là 500 trở lên Điệp trùng trong khói mờ sương Ngày thứ hai anh em ở lại vị trí hơn một nửa lực lượng Để giữ vị trí và theo dõi xung quanh nơi ở Còn lại chỉ hơn 10 người bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi 5 km trở lại Tất cả chỉ là cảnh hoang sơ nguyên thủy của khu rừng bằng thông tin vô tuyến trong ca làm việc. Đêm ngày thứ nhất, chúng tôi báo cáo tình hình không có gì khả nghi ở khu vực này và xin ý kiến ở nhà là thay đổi hướng trinh sát. Sáng hôm sau, tới ca làm việc, Bộ Tham mưu đề nghị mở hướng mới, sâu hơn vào đất Thái chừng hơn 1 km, có khả năng chúng dựa vào các cao điểm dọc biên giới chứ không nằm ở thung lũng đội hình phải di chuyển về địa điểm mới theo hướng chỉ đạo của sư đoàn phải mất gần một ngày chúng tôi mới tiếp cận đỉnh của cao điểm 746 cao điểm 746 là một vị trí có tầm nhìn rộng cho cả khu vực bình độ nơi này thoai thoải và có phần bằng phẳng từ 746 chúng tôi quan sát được cả thung lũng ở phía dưới Sâu vào đất Thái và cả dọc theo biên giới Lào Chúng tôi đã sai lầm khi đánh giá sai vị trí của địch Phía dưới thung lũng dọc theo dãy đằng rách là một khu hậu cứ của địch Từ trên cao buổi trưa trong trời Nhìn rất rõ những mái nhà tôn sáng chói Cụm vào nhau thành dãy hàng ngang quay về đất Lào Rộng chừng vài km vuông cự ly giữa các lán trại của chúng khá xa chúng tôi báo về bộ tham mưu sư đoàn và nhận được chỉ thị phải quan sát kỹ địa hình xung quanh tổ chức trinh sát địch bằng mọi giá phải vẽ cho được hình thế phòng thủ của chúng xác định các điểm trên bản đồ xong đội hình xuống núi và chuẩn bị đi vào khu vực địch bố trí